Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ hai hàng tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và như thường lệ thì nội dung của chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất đó là đi phân tích, đánh giá lại tất cả các cái kịch bản mà chúng ta đã phân tích trong tuần vừa qua. Phần thứ hai thì Hùng Lê sẽ view lại các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành rất là cơ bản, ví dụ như nhóm ngành chứng khoán, rồi nhóm banh, nhóm xây lắp, một số các cái mã cổ phiếu của nhóm trụ, và cuối cùng sẽ cùng với các anh chị của chúng ta sẽ có một vài cái ý để chúng ta dự báo và nhận định cái xu hướng thị trường trong cái tuần mới. Thế thì kết thúc tuần giao dịch cũ, Hùng đã ra bản tin video số 160, trong đó phân tích và định lượng tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 6, trong đó thì có đề cập đến vùng kháng cự 1.500 điểm đến 1.510 điểm của VN và của VN30 và phái sinh. Và đến cái vùng đó thì chúng ta lại mang hàng ra chốt, và tại thời điểm đó thì cũng có đánh giá nhóm banh và nhóm chứng khoán có những cái dấu hiệu suy yếu. Và tí nữa thì chúng ta sẽ nói riêng về nhóm chứng khoán, tại vì nhóm chứng khoán thì trong tuần vừa qua có một điểm bật, có một điểm mấu chốt của vấn đề thì tí nữa ông sẽ nói sau. Thì lật ngược lại cái nền tảng về phân tích thì trong bản tin video số 160 thì ông đã nói ngay ở trong cái phiên giao dịch của ngày thứ sáu, sáng ngày thứ sáu, khi đó thì VN30 và VN và phái sinh tiệm cận lại cái vùng 1.490 điểm, và tất cả chúng ta sẽ dừng mua, hạn chế mua và sẽ giải ngân cái hoạt động của chúng ta tại cái vùng 1.490 điểm và canh lại cái vùng kháng cự 1.496 điểm, sau đó vùng 1.500 điểm và vùng 1.510 điểm. Thì đấy là những vùng mà chúng ta sẽ mang hàng của chúng ta ra chốt. Đó là cái phân tích định lượng của Lê ngay từ 13:45 ngày 18 tháng 6, Long đã có phân tích định lượng ở trên team không chat. Và tại thời điểm đó thì cũng có tính toán tọa độ hàng của chúng ta sẽ về trong phiên giao dịch của ngày thứ 3 và ngày thứ 4. Ok, thì đây chúng ta sẽ nhìn lại cái biểu đồ phái sinh trong cái tuần giao dịch vừa qua. Thì trong cái tuần giao dịch vừa qua thì ngay cái bản tin đầu tuần thì cũng có nói đến cái việc là chỉ số của phái sinh khả năng về VN30 khả năng sẽ test lại ở vùng 1.470 điểm, đấy là vùng hỗ trợ. Thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, chỉ số này đã test thành công ở vùng 1.473 điểm. Đây các anh chị, 1.473 điểm. Thì trong cái bản tin tuần song song với cái việc mồng phân tích tuần đó, thì cũng có phân tích cho các anh chị các cái vùng hỗ trợ đây. Thì dự báo về thị trường chung thì nói chung là cũng không có nhiều yếu tố đột biến, và phiên ngày mai, sáng ngày mai, tức là sáng ngày thứ hai chị, thì có thể test lại vùng 1.470 điểm, và vùng này ổn định thì cái nhịp long sẽ đưa thị trường chung về vùng 1.510 điểm đó. Và đánh giá một số các cái nhóm ngành thì chúng ta sẽ nhìn ở đây, chúng ta sẽ thấy được rằng là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì chỉ số phái sinh đã tiệm cận vùng sâu nhất ở 1.473 điểm tại đây, và sau đó thì những cái điểm long này tương đối ổn định trên vùng 1.470 điểm là cơ sở để thị trường lại đi về vùng kháng cự của chúng ta ở đây. Chúng ta có phân tích ở vùng 1.510 điểm. Thì trong cái phiên giao dịch ngày thứ ba đây, ngày 22 các anh chị, trong phiên giao dịch ngày thứ ba thì phái sinh đã có một nhịp kéo tương đối tốt, đúng không ạ? Đỉnh tiệm cận về vùng 1.500 điểm bị đạp. Và trong phiên giao dịch của ngày thứ tư cũng như vậy, phái sinh đã có một nhịp thứ hai đi về được vùng 1.505 điểm và sau đó bị đạp. Và trong phiên giao dịch của ngày thứ năm, phiên giao dịch ngày thứ năm thì chỉ số này cũng có kéo và sau đó thì chỉ số suy giảm. Như vậy các anh chị, nếu nhìn trên góc độ nhóm ngành thì chúng ta thấy rằng là phiên giao dịch của ngày thứ ba, thị trường chung các cái nhóm mid cap, các cái nhóm ngành ví dụ thủy sản, bất động sản, khu công nghiệp, xây lắp bị chốt tương đối mạnh trong phiên giao dịch của ngày thứ ba, và sang phần ngày thứ tư tiếp tục bị chốt. Thì đấy là một trong những cái tính toán của ông Lê để chúng ta kịp T cộng và để chúng ta có được một cái trend đánh ngắn của thị trường chung. Thì đấy là lý do vì sao mà chúng ta lại dừng các cái điểm hạn chế giải ngân ở khi mà thị trường của chúng ta tiệm cận về vùng 1.490 điểm là như vậy.
Hùng có dự báo những cái vùng 1.496 điểm, 1.500 điểm và 1.510 điểm. Đấy là cái vùng mà chúng ta sẽ mang hàng ra, chúng ta chốt và chúng ta sẽ không cân. Và chúng ta cũng thấy được là trong tuần vừa qua gần như thị trường của chúng ta nằm ở trong một cái trạng thái giằng co, trong một cái trạng thái giằng co ở cái vùng biên hỗ trợ rất là đẹp ở vùng 1.477 ở đây. Và trong tuần thì chỉ có duy nhất trong phiên giao dịch của ngày thứ năm là cái chỉ số của phái sinh có test về vùng 1.480 điểm và sau đó thì lực long quay trở lại. Thì về cơ bản ở trong tuần vừa qua thì chúng ta chỉ có hai cái mẫu chốt vấn đề duy nhất về phái sinh. Thứ nhất đó là vùng hỗ trợ 1.470 điểm và thứ hai đó là vùng kháng cự ở vùng 1.500 điểm của phái sinh. Nó chỉ có hai cái vùng mẫu chốt ở đây thôi. Và tương ứng với hai cái vùng mẫu chốt đó thì chúng ta sẽ có những cái điểm đánh về mặt cơ sở đó. Thì như vậy là ông sẽ nói về phái sinh. Tương tự với chỉ số VN30 cũng như vậy. Chỉ số VN30 thì có dự báo là có những cái điểm test kỹ thuật và chỉ số VN30 thì cũng test gần về cái biên sâu nhất ở vùng 1.473 điểm đây, và sau đó thì cũng đã xuất hiện một cái lực long lên chạm vùng 1.500 điểm ở đây các anh chị, 1.500 điểm đây, và đây chính là những cái vùng kháng cự trong phiên giao dịch ngày thứ 3 và trong phiên giao dịch ngày thứ 4. Đấy là những cái vùng mà chúng ta hàng của chúng ta về và chúng ta sẵn sàng để chúng ta chốt trước những cái lực chốt của thị trường. Và trong tuần thì VN30 nó cũng chỉ có một cái điểm hỗ trợ ở vùng 1.480 và vùng 1.470 điểm của thị trường. Đó, thì đấy là tất cả những cái kịch bản mà chúng ta đưa ra đối với thị trường chung trong cái bản tin video tuần số 160. Cùng với thời điểm đó thì trong cái bản tin thì cũng có đánh giá một hai cái yếu tố thứ nhất đó là tình hình bệnh dịch COVID-19 tại Việt Nam. Thì trong cái thời điểm hiện tại là thời điểm mà cũng có cái sự so sánh, nó không còn giống như những cái đợt dịch bùng phát ở trước đây. Cái câu chuyện là chúng ta có thể nhìn thấy ở thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù thành phố Hồ Chí Minh đã có những cái sự phong tỏa về đi lại trong đó, nhưng vẫn không thể phân luồng và dập dịch được, tức là không thể truy vết được cái F0, tức là những nguồn gốc lây bệnh. Và trong tuần thì đã có những thời điểm là trên cả đất nước Việt Nam chúng ta đã ghi nhận 500 cái ca bệnh trên một ngày. Đó là một con số mà trước đây nó không hề có. Cái câu chuyện nó nằm ở chỗ đấy. Và đến như thời điểm trong buổi tối ngày hôm nay, trong ngày hôm nay thì riêng thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận trên 600 ca bệnh COVID-19. Và như vậy thì chúng ta sẽ khả năng với những cái tình hình dịch bệnh hiện tại thì Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài cái guồng quay chung của các nước bên cạnh chúng ta, ví dụ như là Philippines, ví dụ như Singapore đó. Và Singapore thì bây giờ đã quyết định là coi như sống chung cùng với cái bệnh dịch COVID-19 đó. Mặc dù cái câu chuyện là tiêm vaccine, nhưng với tất cả những cái đánh giá hiện tại của các nước ở trên thế giới, ở Mỹ này, rồi ở những cái nước mà đang sản xuất ra vaccine, thì cái câu chuyện bệnh dịch ở các nước người ta cũng không thể kiểm soát được, thì câu chuyện đó là một câu chuyện mà chúng ta sẽ cần phải tính là toán lại đó, tức là cái câu chuyện về bệnh dịch và dịch bệnh COVID-19 trong lần này nó sẽ tàn phá doanh nghiệp, các cái doanh nghiệp của Việt Nam nó sẽ rất là lớn, nó không như là những cái thời điểm trước đây nữa. Thì đấy là yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai là yếu tố về lạm phát, thì khả năng thì với cái việc là giá xăng dầu tiếp tục tăng đó, và giá sắt thép các cái vật liệu đầu vào đã khiến cho cái nhóm ngành xây lắp rất là điêu đứng, và rất nhiều các cái doanh nghiệp của các cái nhóm ngành xây lắp của chúng ta đã phải chậm lại tiến độ này, xin gia hạn lại tiến độ. Mà các anh chị biết rằng là cái nhóm xây lắp là một trong những cái nhóm ngành mà đóng góp rất lớn vào GDP của nước nhà, và nó là một cái nơi nó tạo ra một cái nền tảng về công ăn việc làm, cán bộ công nhân viên, và nó tạo nên một cái sự luân chuyển dòng tiền rất là lớn. Và cái nhóm này bị tác động thì đồng nghĩa với việc đây cũng là một cái yếu tố không thực sự tích cực lên nền kinh tế. Tại vì sao? Trong những cái năm mà dịch bệnh COVID-19 thì Thủ tướng thời Bác Phúc là Bác rất chỉ đạo sát sao cái đầu tư công, bởi vì cái đầu tư công nó kích thích cái nhóm ngành xây lắp, và để giúp cho cái nhóm ngành này tạo ra của cải, tạo ra công ăn việc làm, tạo ra một cái sự dịch chuyển dòng tiền ở trong một cái nền kinh tế của chúng ta, thì hiện tại là nhóm ngành xây lắp cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đấy là cái ý thứ hai Hùng có chia sẻ ở trên bản tin tuần. Ý thứ ba thì chúng ta có nói đến cái câu chuyện, tức là cái thị trường chứng khoán là một cái kênh để huy động vốn cho các cái doanh nghiệp, và nó là một cái hàm ngữ biểu của
của nền kinh tế Việt Nam đó, và nó là chung thôi, tức là ở Việt Nam là như vậy và ở các nước khác cũng như vậy, nó là cái hàm ngữ biểu để phản ánh cái nền kinh tế vĩ mô của đất nước, và nó phản ánh một cái điều rất quan trọng, đó là nó sẽ phải phản ánh đúng thực trạng cái sức khỏe của doanh nghiệp, tức là nó phải phản ánh đúng cái nội tại của doanh nghiệp. Thì trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là Hùng đang đưa cho các anh chị một cái bức tranh tổng thể về thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó là gì? Đó là hiện tại thì doanh nghiệp đang gặp khá là nhiều khó khăn. Và trong cái đợt dịch này, chúng ta chưa nói đến cái câu chuyện là cả nước, nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có ở một địa điểm thôi, một địa điểm của thành phố Hồ Chí Minh thôi, chúng ta đang dồn tâm lực để chúng ta dập dịch ở trong đó mà chúng ta vẫn chưa làm được. Thì cái câu chuyện nếu giả sử một cái trường hợp xấu đó, trên tất cả các tỉnh thành của đất nước Việt Nam nó cũng bị bùng dịch như thành phố Hồ Chí Minh, vậy thì Việt Nam sẽ đứng trước một cái nguy cơ như thế nào? Các anh chị tự tiên lượng một cái hình ảnh như vậy. Thế thì câu chuyện trước mắt là các doanh nghiệp đang hết sức khó khăn, câu chuyện nó như vậy. Và trong cái thời điểm hiện tại đó thì chúng ta lại chứng kiến một cái hình ảnh ngược lại, đó là thị trường chứng khoán của chúng ta đang tăng, và tăng rất tốt, tăng ầm ầm, cứ thế tăng đó. Và thậm chí là nó không có những cái giai đoạn mà người ta, các nhà đầu tư là chỉ có mong thị trường giảm để vào tiền, nhưng mà thị trường vẫn không giảm. Thì như vậy là có nghĩa là gì? Thị trường chứng khoán Việt Nam đang tăng nóng. Và cái câu chuyện tăng nóng thì nó sẽ dẫn đến một cái pha xu thế giữa cái thực trạng của doanh nghiệp và những cái gì trên thị trường chứng khoán. Và hai cái pha này về mặt lý thuyết nó phải song trùng với nhau, tức là doanh nghiệp tốt thì thị trường chứng khoán tăng, doanh nghiệp xấu thì thị trường chứng khoán giảm. Nhưng cái câu chuyện ngược lại, chúng ta đang thấy có một cái sự lệch pha nhất định nào đó. Và cái sự lệch pha này nguyên nhân do đâu? Thứ nhất là ok, chúng ta nói rằng lượng nhà đầu tư F0 có một cái dòng tiền nhất định để đẩy vào thị trường. Thứ hai là nhà nước đã có thêm những cái thông tư để cho phép công ty chứng khoán nâng cái tỷ lệ margin từ 2 lần vốn chủ sở hữu mà lên đến thêm 2 lần nữa, tức là nôm na có thể cấp được cái hạn mức margin tăng gấp đôi so với thời điểm hiện tại. Thứ ba là cái câu chuyện dịch bệnh thì mọi người không có những cái công việc làm, và mọi người lại mang cái số tiền tích góp được ở bao lâu nay thì mọi người lại mang lên thị trường chứng khoán với những cái lời mời mọc, với những cái video, với những cái hình tượng của các cái anh chị nào đó, thì Hùng không nói, nhưng đã tôn bốc lên rằng thị trường chứng khoán là một cái nơi các anh chị có thể mang tiền hết vào đây, mang tất cả những cái gì tốt đẹp vào đây, vào đây, vào đây, đầu tư đi các anh chị, và đây các anh chị nhìn xem đấy, chứng khoán nó tăng và chỉ có tăng thôi, mang tiền vào đây đó. Thì rất nhiều những cái mời chắc chắn là như thế. Và chúng ta đang nhìn thấy một cái guồng quay như vậy. Và một cái dòng tiền đến nữa chúng ta cũng có thể nói đến, đó là cái câu chuyện về lãi suất huy động ở thời điểm hiện tại chỉ đạt được khoảng tầm 5-6% một năm. Tức là nó nếu như tính như vậy thì chúng ta đang bị lãi suất âm. Bởi vì nếu như cái câu chuyện là lạm phát trên 6,5% thì chứng tỏ là chúng ta đang bị âm, tức là chúng ta gửi tiền vào ngân hàng là chúng ta đang bị âm đó. Với những cái ngân hàng chỉ huy động được 4-5% mà lạm phát của chúng ta 6%, tức là một năm chúng ta vứt tiền vào đó thì chúng ta đang bị âm 1%. Thì cái câu chuyện là chính vì vậy nên là dòng tiền đấy cũng một phần nó chảy vào bất động sản, chảy vào chứng khoán, vân vân. Thì cái câu chuyện thứ hai thì Hùng muốn đưa cho các anh chị một cái bức tranh tổng thể về cái sự tương quan của sự phát triển của doanh nghiệp và tương quan về sự phát triển của nhóm ngành chứng khoán, của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì hiện tại là chúng ta nếu nhìn trong ngắn hạn thì không vấn đề gì, nhưng nếu nhìn về xa và nhìn về dài thì cái câu chuyện nếu như chúng ta cứ thổi vào thị trường chứng khoán như vậy thì vô hình dung nó sẽ thành một cái bóng của trên thị trường chứng khoán ngày càng căng lên, và đến cái thời điểm nào đó khi nó xì thì nó sẽ để lại những cái hệ lụy rất là lớn. Và cái điều đó là Hùng Lê không muốn, tức là chúng ta mong muốn rằng thị trường chứng khoán chúng ta sẽ đi chậm, đi chắc, đi bền, đi rất chậm rãi thôi đó. Nó đi cùng với sự đồng hành, với sự song trùng, với sự phát triển của doanh nghiệp. Ok. Và cái ý cuối cùng mình có tản mạn với tất cả những anh chị em trên team của ông Lê, đó là gì? Dòng tiền trong xã hội thì cần phải đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh mới tạo nên của cải, mới tạo nên dòng tiền, mới tạo nên cái sự lao động, mới tạo nên một cái vòng quay trong cái xã hội của chúng ta đó. Nhưng đến thời điểm hiện tại, những cái tác động của bệnh dịch nó đã làm đứt gãy cái câu chuyện, những cái tình huống sản xuất như vậy. Cùng lấy một cái ví dụ, tức là một cái ông chủ nho nhỏ có một cái quán cà phê với một cái vốn đầu tư lưu động của ông ấy khoảng tầm 5-5 triệu một tháng, 5-5 triệu ông có đi. Nhưng do bệnh dịch và trong 2 tuần vừa, trong cái thời gian bị giãn cách xã hội chẳng hạn, ví dụ vậy, thì
Quán của ông bị đóng cửa, và khi quán của ông đóng cửa thì những cái hệ lụy gì? Thứ nhất là hai cô nhân viên hàng ngày dọn dẹp bị mất việc, không có lương. Rồi hàng ngày ông chủ quán này ông phải tiêu dùng một các cái thực phẩm, ví dụ như hoa quả này, sữa đầu vào này, rồi cà phê nguyên liệu, điện nước vân vân. Thì như vậy thì khi cửa hàng ông đóng lại thì ông không tiêu thụ được hoa quả, đúng không ạ? Vậy thì cái người nông dân, người ta trồng hoa quả ra lại không có những cái ông cà phê đấy ông ấy tiêu thụ, ví dụ như vậy, cái câu chuyện như vậy. Và cái hai cái cô nhân viên bị thất nghiệp thì cô lại không có tiền. Không có tiền thì đương nhiên là cô không thể mang cái tiêu dùng hàng ngày, ví dụ bình thường là cô đi shopping rồi cô đi siêu thị, cô đi sắm các đủ các thứ quần áo đẹp đó, thì cô không có tiền thì cô không đi sắm quần áo đẹp được. Vậy thì những cái ông mà sản xuất ra quần áo lại ế, tức là nó tạo thành các anh chị, tức là một cái mô hình rất nhỏ như vậy để chúng ta thấy được rằng là một cái sự đứt gãy trong cái nền kinh tế của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn sâu ra, chúng ta nhìn rộng ra thì cái hệ lụy của cái câu chuyện về dịch bệnh nó tác động rất là lớn. Và nói như vậy để chúng ta hình dung ra được rằng nếu như thị trường chứng khoán của chúng ta mà phát triển không bền vững và phát triển không song hành cùng với, đi đôi với cái sự đồng pha của doanh nghiệp, thì đấy là một cái điều mà rất là nguy hiểm trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ok, đấy là một vài ý mà ông chia sẻ, và ông nhân tiện cái bản tin này thì ông nói lại với các anh chị để chúng ta có được một cái bức tranh nó tổng quan nhất về thị trường. Thế còn lại một số các anh chị có hỏi Hùng là có team có nhóm lệnh không? Nhóm đi lệnh không thì có. Nhóm lệnh này thì Hùng không trực tiếp lead, nhưng mà sẽ do phòng sẽ lead lệnh, và trên này thì có các cái team đi lệnh về chứng về 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 phái sinh, đó là có các cái lệnh long short, và nói chung nôm na là đây thì các bạn admin sẽ tổng kết lại trong cuối ngày thì chúng ta sẽ thấy được các cái điểm dương hoặc điểm lãi. Đấy, nôm na nó là như vậy. Ok. Rồi phần thứ ba thì Hùng sẽ cùng với tất cả anh chị em của chúng ta sẽ đi phân tích. Chúng ta sẽ đi phân tích các nhóm ngành rất là nhanh gọn thôi, đúng không ạ? Ở VIX đến thời điểm hiện tại thì vẫn đang đi ngang tích lũy các anh chị nhá, chưa có gì đột biến, 117.5. VHM về mặt ý đồ, về mặt tạo lập là trong tuần trước thì có đánh giá ở biên 108.5 đến biên 110, và khả năng ở trong cái biên này thì về mặt ý đồ tạo lập của VIX, của Vinhome thì chúng ta thấy rằng là Vinhome đang có một cái vùng hỗ trợ đây khá là tốt, và trong ngắn hạn thì dự kiến là Vinhome có thể cán lại vùng 116. VRE thì lúc này cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến các anh chị, vùng kháng cự của nó ở đây vẫn là vùng 33.5. Trên góc độ hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn vùng 31 đến vùng 31.5 thì chúng ta sẽ có những cái sự quan sát ở vùng đó, và ở cái vùng hỗ trợ thì các anh chị có thể giải ngân mua. Chúng ta mua chậm thôi các anh chị nhé, bởi vì dòng tiền hiện tại nó cũng chưa có đánh nhiều. Sapeco thì trong cái mục tiêu định lượng cùng Lê thì dự kiến là cổ phiếu này sẽ đi về khoảng quanh vùng 110-175. Nó có những cái điểm test ngắn, và những cái điểm test ngắn này vẫn giữ được trên vùng 165, vậy khá là ok. Vinamilk như vậy là lại quay về test nền rồi các anh chị. Trong các cái bản tin phân tích thì có nói đến có hai vùng kháng cự của nó đây, khoảng vùng 93, và trong bản tin tuần trước thì về đến cái vùng 93 này nó test, và cái vùng 91 ở đây nó bị thất bại nên là nó sẽ đi về lại cái vùng nền đấy các anh chị này. Cái vùng nền của Vinamilk thì dự kiến nó ở khoảng vùng 87 đến khoảng vùng 88. GTN ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ đánh giá nó như thế nào? Thì về quan điểm của GTN là có phân tích từ cái vùng 16 năm đến khoảng vùng 17 năm ở đây. Và sau đó thì nó có một nhịp đánh lên, và nhịp đánh này thì nó đang rũ lại vùng nền, và vùng nền của nó ở đây vùng 18 đến vùng 18.5. Quan điểm với GTN thì chúng ta cân từ từ, và chúng ta tập trung để chúng ta cân được vị thế ở những cái vùng hỗ trợ, và sau những cái vùng hỗ trợ đó thì chúng ta sẽ chờ thì đường chung của chúng ta ổn định, chúng ta sẽ đánh. Nhóm ngành hàng không thì nhìn chung nó vẫn đang gặp khá là nhiều khó khăn, nhưng trên các ý đồ tạo lập thì có đánh giá rồi. VTC thì dự kiến nó sẽ hồi lại. VTC sẽ dự kiến hồi lại về vùng 117.5, và trong tuần thì nó đang có những cái nhịp test tương đối là nhẹ nhàng ở đây này, ở khoảng quanh vùng 114, thì sang tuần tới vùng 114 này mà không gãy ấy, thì nó sẽ có cơ hội để kéo về
cái biên ở 100 bao nhiêu, 117.5 đến khoảng biên 120. HVN thì đương nhiên là khó khăn rồi, nhưng ở trong thời điểm hiện tại thì cũng đang đánh giá một cái ý đồ tạo lập của HVN tương đối ngắn ở vùng hỗ trợ 25.5 đến khoảng vùng 26, và đầu tiên thì dự kiến là nó sẽ đánh lại về đây nó khoảng vùng 29 đến khoảng vùng 30. Và trong một cái nhịp phân tích kỹ thuật ở đây thì cũng đang kỳ vọng là HVN sẽ có một nhịp hồi. ACV trong phiên ngày hôm nay thì đánh tương đối là tốt rồi, ACV như vậy là đánh rất là ok. Nó đã hồi phục và nó đã đánh vượt thoát vùng 74, và trong ngắn hạn thì dự kiến từ vùng 74 này có thể đánh lên đến vùng 78 đến khoảng vùng 80, và đây sẽ là vùng kháng cự mà chúng ta sẽ mang hàng ra, chúng ta sẽ canh chốt. AST trong thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ nhìn nhận và đánh giá như thế nào, thì cũng có phân tích rồi, ở cái vùng dự báo khoảng vùng 46, và sau đó thì nó kéo vượt thoát lên vùng 50, và như vậy thì cái biên 49 đến biên 50 nó sẽ là cái biên xây nền để giúp cho chúng ta định lượng về vùng kháng cự tiếp theo ở khoảng vùng 55. BVH như vậy là đây các anh chị, BVH thì trong một cái góc nhìn tổng thể thôi thì chúng ta có nói đến ở trong tuần giao dịch á, cũ thì chúng ta có nói đến vùng 61, và khi biên 61 này bị thất bại thì cái câu chuyện là khi biên hỗ trợ bị thất bại thì cổ phiếu nó sẽ đi và nó sẽ bị đạp về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn. Ngắn hạn của BVH thì BVH sẽ có những điểm đi ở khoảng quanh vùng 57 đến 58, tức là về đến đây thì nó chưa hồi phục lại được ngay đâu các anh chị. Với cái cách đi của ông này là như vậy, là những cái sóng đánh rất là ngắn. Đây từ vùng hỗ trợ này và đánh về chạm vùng 60. 60 đến khoảng ở đây là khoảng vùng 63, ở đây là bắt đầu bị đạp trở lại. Họ Man San thì chúng ta có MSN. Thì đối với Man San là vùng hỗ trợ của Man San ở đây đó là vùng 103, và dự kiến thì đánh về vùng ngắn hạn đây là bao nhiêu? 110. Thì trong tuần đã có những cái điểm, hai điểm chạm vùng 110, và sau đó thì Man San đã quay trở lại test lại nền. Và những cái điểm test này thì sẽ quan sát ở quanh vùng 105. MSR không có gì cả. Đối với mã cổ phiếu này thì rất quen thuộc trong những cái nhịp phân tích cùng Lê, đó là vùng kháng cự 23.5. Đấy là những cái vùng mà chúng ta sẽ làm gì các anh chị, chúng ta sẽ mang hàng ra chúng ta chốt. Và những cái vùng hỗ trợ rất là đẹp ở đây thì chúng ta có thể tính toán ở vùng 18 đến khoảng vùng 19. Với xu hướng hiện tại của em này thì nó sẽ đạp về nơi đây thôi, nó sẽ đạp về và nó test lại đây này, nó test lại vùng 20, và nếu như cái vùng 20 này mà bị gãy thì xu hướng nó sẽ lình trình và nó sẽ đưa về lại cái vùng nền hỗ trợ ở đây, thì về đây thì chúng ta lại canh để chúng ta có thể cân lại. Đó, cái vòng đời của cổ phiếu nó chỉ như vậy thôi, nó chỉ đánh vòng vo như vậy thôi. MVKG thì kết quả kinh doanh về mặt dịch bệnh, nhưng mà kết quả kinh doanh của MVKG vẫn tương đối là tốt, chính vậy nên là cái xu hướng, khả năng cái xu hướng tổng quan của MVKG thì nó vẫn đang nằm ở một cái kênh tăng giá thôi. Và trong một số cái bản tin tuần cũ ở đây thì chúng ta có đánh giá cái vùng hỗ trợ 134 của MVKG. Nó sẽ hồi lên vùng 145, và sau khi mà nó đi về vùng 145 thì đang có những cái phiên nó đang đi ngang siết ở cái vùng giá này tương đối là đẹp, và những cái biên test này thì kỳ vọng nó sẽ ổn định để nó sẽ đi về lại cái vùng target cao ở đây là vùng 150. Ở trong một cái nhịp phân tích cũ thì cũng đã có đưa ra được cái target 150, và sau cái target này thì MVKG đã chỉnh giảm đấy các anh chị. PNG thời điểm hiện tại thì nó đi hơi bị zig zag và không có động lực. Dòng tiền suy giảm sau khi nó đã đạt được đâu đó cái target chúng ta kỳ vọng khoảng vùng 100. Thì trong ngắn hạn PNG thì cũng có nói rồi, khả năng là nó sẽ đi ở trong cái biên 100 và vùng hỗ trợ ngắn của nó ở đây ở biên 93 đến 9 935 đến khoảng vùng 95 thôi, và chưa có thêm những cái định lượng mới. Ở một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành nhựa Bình Minh thì Bình Minh ở trong tuần giao dịch cũ và nó đã đi vượt thoát cái target 60, và sau đó nó có những cái điểm test cung, và điểm test cung thì nó bị thất bại ở trong phiên giao dịch của ngày thứ năm, chính vậy nên là nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ nó sâu sâu hơn ở đây. Thì đối với BMP vùng 58.5 đến vùng 59 các anh chị có thể gom lại. Hiện tại thì nhóm nhựa đang đánh tương đối là tốt, và chúng ta cũng có thể kỳ vọng rằng Bình Minh sẽ có một cái nhịp đánh lên
Trước mắt thì nó sẽ đánh chạm vùng 62, mà mạnh hơn thì nó sẽ đi về được khoảng vùng 63 đến vùng 64 ở đây, tức là bằng lại cái target mà chúng ta phân tích bình minh ở bên này. Ba con A phiên ngày hôm nay test tích lũy thì trong bản tin tuần, trong bản tin tuần thì cũng đã có nói rồi, sau khi cổ phiếu Ba Con A chạm vùng 20 thì chắc chắn nó sẽ quay về nó trả cung thôi. Và cái câu chuyện là trả cung thì chúng ta có một cái vùng hỗ trợ sâu ở vùng 18.5 và hiện tại thì nó đang đóng đúng cái biên dưới. Thì cái câu chuyện là như vậy thì Hùng sẽ cần thêm một cái quan sát của Ba Con A ở trong phiên giao dịch tuần tới. Và có khả năng thì chúng ta sẽ cho phép Ba Con A có thể chỉnh sâu hơn, đó là chỉnh về khoảng quanh vùng 18. Có thể chỉnh về quanh vùng 18. Đó. Và về đến vùng này ổn định trở lại, bởi vì ở đây thì Ba Con A đánh cũng đang khá là mafia. Tức là những cái phiên mà nó đạp ra này thì nó đạp ra tương đối nhiều hàng, tức là vẫn đạp đủ 17 triệu cổ phiếu. Ví dụ như nếu như trong một cái idol tạo lập mà cổ phiếu đánh lên thì những cái phiên đạp này thường thường cái lực cầu nó sẽ rơi xuống rất là ít. Nhưng trong trường hợp này thì Ba Con A vẫn đạp tương đối là phũ phàng, nên chúng ta cũng phải lưu tâm cái nhịp mà Ba Con A đạp ở đây, và chúng ta sẽ chờ xem nó sẽ tích lũy như thế nào. DAG thì đến thời điểm hiện tại nó đã bắt đầu về nền, và những cái câu chuyện về nền đây thì chúng ta có thể lấy vùng 5.7, sau đó vùng 5.9 và vùng 6. Đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta có thể thăm dò lại vị thế, và chúng ta mua từ từ thôi. Đó, chờ đến lúc nào dòng tiền thực sự đánh tốt thì khi đó chúng ta sẽ mua tổng lực. Còn trong cái thời điểm hiện tại là chúng ta cứ chia nhỏ dòng tiền ra để chúng ta gom. Cổ phiếu VNP hiện tại cũng rất là đẹp rồi và đã được khuyến nghị đầu tư. Khuyến nghị đầu tư trong team của ông Lê, và chúng ta sẽ lấy một cái biên ở đây, đó là biên 13 năm đến biên 14. Đây là cái biên dự báo sẽ từ cái vùng này thì VNP sẽ có một cái nhịp đánh mở trang kỹ thuật ở đây, và đang có những điểm test quanh 14.2 tương đối là đẹp. HAP ở thời điểm này cũng bắt đầu chiến đấu rồi các anh chị, và vùng chiến đấu là vùng 11 đến vùng 11.3. Đây sẽ là vùng mà chúng ta sẽ tiếp tục canh gom trở lại đối với HAP. Ri ở trong thời điểm hiện tại thì cũng chưa có nhiều yếu tố đột biến lắm các anh chị, cơ bản là đang chỉnh cung thôi. Và điểm chỉnh cung, những cái điểm chỉnh cung này thì nó xuất phát từ cái vùng ở đây, đó là vùng 60, đó là vùng kháng cự. Thì bản thân trong bản tin tuần thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi, đó là cái xu hướng để mà Ri mà trả lại cung, đó là cái điều đương nhiên. Và nó trả đến đâu thì đầu tiên là chúng ta dự báo ở khoảng vùng 58, vùng 58 thất bại thì nó trả về khoảng vùng 56. 56 này thì chúng ta sẽ xem 1-2 phiên, và nếu cái câu chuyện là vùng 56 này mà không giữ được, tức là nó có một cây nến đè gãy 56 thì nó lại đi về đâu, sẽ đi về vùng 54. Đó, thế thì trong một cái xu hướng mà cổ phiếu test cung thì chúng ta cứ bình tĩnh để cho cổ phiếu test xong đã. Nó sẽ có, nếu như sau khi nó test xong thì nó sẽ có một cây nến xanh ở bên này. Nó nhú lên thì đấy là thời điểm mà chúng ta sẽ bắt đầu như vậy là cổ phiếu đã test cung xong, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có những cái chiến lược ở bên này. Đó, chúng ta cứ bình tĩnh. Nhóm ngành công nghệ thời điểm hiện tại FPT thì cái câu chuyện FPT thì cũng có chia sẻ rồi, nó là chúng ta sẽ lấy một cái biên hỗ trợ của FPT ở đây, đó là khoảng vùng 80, và cái vùng kháng cự ở đây nó khoảng vùng 85 năm. Thì nhìn trên những cái đồ tạo lập thì trong những cái vùng này thì đang có một cái dấu hiệu cạn cung ở đây, đó là một cái tín hiệu tốt của FPT. Với một cái tín hiệu cạn cung này thì chúng ta sẽ kỳ vọng vào điều gì? Tức là chúng ta vẫn kỳ vọng rằng FPT vẫn có những cái khả năng để đánh up lại vùng 90, up lại vùng 90. Và cái xu hướng về tăng trưởng của FPT nó vẫn còn. Còn ngược lại, nếu như mà FPT bị mất vùng 80 thì đấy là một cái dấu hiệu xấu để chúng ta sẽ canh bán ra nếu có. Đó. CMG thì cũng không có gì cả. Em này thì đơn giản thôi, nó đánh khá là thuộc bài. Vùng 37, 38 ở đây thì các anh chị em của chúng ta có hàng thì chúng ta canh chốt, và những cái vùng hỗ trợ sâu, vùng 34 thì chúng ta có thể canh để chúng ta mua vào. DGWK rồi, DGWK thì trong bản tin tuần chúng ta nói đến vùng hỗ trợ 120, và khả năng từ vùng này thì sẽ có những cái nhịp hồi phục ngắn. Và những cái nhịp hồi phục này thì lại đưa MWG về DGWK về vùng 130, vùng 135. Thì xu hướng về đến vùng này lại bị chốt. Tức là trong cái thời điểm hiện tại thì khả năng là DigiWorld cũng đang đánh những cái nhịp đánh đi ngang sau một cái thời gian tăng trưởng rất là tốt, và sau những cái nhịp đánh đi ngang này thì cổ phiếu mới bắt đầu
có thể phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Rồi nhóm ngành xây lắp thì chúng ta sẽ phân tích một số các mã cổ phiếu, và Novaland ngày hôm nay là một cổ phiếu để chúng ta nhìn nhận ở góc độ đó là tạo lập đang đánh long và đang muốn giữ nhịp lại thị trường. Và chính vì vậy trong tuần vừa qua thì Novaland đã chính thức kéo vượt thoát vùng 105.105.5 sau chia. Và với cái động thái kéo này của Novaland, một cổ phiếu ghi điểm số như vậy là có thể kéo lên vùng 130 đến vùng 140. Đó, nó lại tiếp tục kéo đây các anh chị này. CTD, như vậy là thị trường của chúng ta chưa hết sóng đâu, cứ yên tâm như vậy. Mục tiêu của Cotecom thì đi về vùng 7x, và sau một cái phiên đánh lên khá là tốt thì Cotecom đang có những điểm test lại quanh vùng 64. Vùng 64 này không gãy là tốt. C2 ở thời điểm hiện tại thì như thế nào ạ? Nó đang hình thành một cái nhịp sóng để nó có thể bẻ gãy cái pha xu hướng, tức là pha xu hướng của C2 trước đây nó đang là pha giảm. Thì sau một cái nhịp hồi phục như vậy là nó gần chạm lại vùng 21 thì nó lại bị đạp lại. Và những cái nhịp đạp này thì có thể C2 sẽ bị đạp lại về vùng 18 năm, thậm chí sâu hơn có thể vùng 18. Đó, và trong một cái xu hướng đi xây nền của cổ phiếu thì nó như vậy thôi, nó sẽ đi oằn oằn như vậy. Và chúng ta biết được một cái cách đi của cổ phiếu như vậy rồi thì chúng ta sẽ chọn lựa chọn những cái điểm hỗ trợ sâu ở dưới này để chúng ta cân hàng, chứ chúng ta sẽ không cân ở những cái điểm mà cổ phiếu bị nhú lên hoặc cần lên như này thì chúng ta sẽ bị ngược những cái xu hướng. KDH Khang Điền thì hiện tại đang giao dịch tương đối tốt, và mục tiêu của Khang Điền thì đầu tiên sẽ là đánh chạm về vùng 38, vừa thoát vùng 38 thì chúng ta sẽ xây lên khoảng vùng 4x. HDG sau khi sau một cái nhịp ở đây là chúng ta đưa được cái target ở vùng 47, 48 nó chỉnh rồi. Mục tiêu thì HDG sẽ hồi phục lại về lại vùng 46, tức là lại hồi phục lại về vùng đỉnh ngắn hạn của nó đây. Thì trên con đường đi đó thì trong tuần HDG đang chỉnh lại đây vùng 42. Với những anh chị em mà đang cầm HDG thì có thể canh quanh 42 để chúng ta cân, và khoảng vùng 45 đến 46 thì chúng ta canh chốt. HDC hiện tại đang đánh tương đối có ý đồ, và những ý đồ về mặt tạo lập của HDC đó là nó không đánh gãy vùng 62 và đang đi ngang siết chặt ở vùng 64 đến khoảng vùng 65 ở đây, thì nó chỉ cần có một cái cây nến bồi lên đây thôi. Như vậy thì nó sẽ xác nhận cái xu hướng đánh về khoảng vùng 70. LCG hiện tại là trong tuần cũ thì nó đã đánh được đến vùng 14 để kỳ vọng đi lên 15, nhưng nhịp ở tuần này thì nó test cung bị thất bại ở vùng 14, chính vì vậy nên nó lại quay về test nền ở đây, và nền test của nó ở lại thì nó lại quay lại vùng 12.7 đến vùng 13. Đây sẽ là vùng dự kiến mà em này sẽ test lại cái vùng đáy của nó ở đây trước khi mà nó hình thành lại một cái nhịp hồi phục đánh lại vùng 14. Mục tiêu thì nó là như vậy thôi, nó là phải công lại vùng 14 và công thoát vùng 14 thì chúng ta mới có 15. DRH. DRH trong trong tuần đã có những cây đánh lên rất đẹp và đã lúc đánh vượt thoát vùng 11. Tuy nhiên, phiên ngày thứ 5 và ngày thứ 6 thì nó lại bị tụt lại. Nhưng mà đóng cửa phiên tuần nó lại lấy lại biên 11.8 đến vùng 10.8 đến vùng 11. Thì DRH thì cũng có phân tích rồi, đó là trong cái giai đoạn hiện tại thì cái cổ phiếu này nó cũng đang phải oằn mình, tức nó oằn đấy các anh chị. Đó, cái lúc mà nó xây đáy tạo nền nó đi hình sin này, đó. Thì cũng có thể là nó đánh vượt lên nhưng mà nó không đạt được á, thì nó lại có một cái cây nến nó đạp lại đây. Và nó đạp như thế này cũng được, nói chung là không gãy vùng 10 là được. Và từ vùng 10 này thì lại tích lũy trở lại để lấy đà để vượt thoát lên ở đây. Thì cái câu chuyện là trong cái thời gian hiện tại mà chúng ta mua, mà chúng ta mua theo những cái điểm break này là chúng ta chỉ hết đó, chúng ta chỉ canh những cái hỗ trợ này thì chúng ta sẽ ăn. Cảm nhận cũng lên như vậy, vùng thấy là gần như là như vậy. Đó, ví dụ TDC cũng như vậy đúng không? TDC thì có phân tích đây rồi, là dự kiến là đi được về vùng 22 và gần chạm 22 này. Đó, phiên này chạm 22 trụt lại phiên này cũng như vậy, và sau khi chạm vùng 22 rồi thì nó bị đạp. Như vậy câu chuyện là nếu chúng ta mua ở những cái vùng gần kháng cự đây thì chúng ta sẽ gặp rủi ro. Trong khi đó thì những cái vùng hỗ trợ dưới rất là quan trọng. Thì TDC hiện tại nó sẽ đi về vùng hỗ trợ 19, quan sát thêm 1-2 phiên để có thêm cái đánh giá ở vùng hỗ trợ này. NRC cũng như vậy các anh chị, nó đi về vùng 22 xong nó đạp này, thì NRC nó cũng đang ở trong một cái quá trình
nó tạo nền tạo đáy, chính vì vậy nên nó sẽ đi theo những cái hình chin như vậy. Và vùng hỗ trợ 20 đến 20.5 sẽ quan sát thêm ở trong tuần giao dịch mới, trước khi có những cái định lượng tiếp theo của cổ phiếu này. FCN sau khi chạm vùng 13 thì nó đã quay về vùng hỗ trợ và hiện tại thì cũng đã có những cái khuyến nghị quanh vùng 12, 12, 3. Các tài khoản đang cầm thì chúng ta phải canh gom thêm lại vùng này. LDG như vậy là như thế nào đây? Rồi, ok. LDG thì trong các cái nhịp phân tích chúng ta sẽ nhìn nhận lại đây, đó là những cái điểm mua của chúng ta thông thường sẽ là những cái điểm mua ở vùng hỗ trợ. Bản thân LDG nhịp này đang có những nhịp đánh dẫn lên, nhưng mà nó lại quay về test lại ở đây là vùng 7.2. Vùng hỗ trợ sâu hơn của nó thì có thể tính toán là vùng 7, và vùng mà chúng ta bắt đầu gom thăm dò của LDG trong một sóng lên ở vùng 6.65 đến vùng 6.8, và mục tiêu thì LDG vẫn là đánh lên thôi. Đánh lên từ cái vùng hỗ trợ này. Đó. IDC phiên ngày hôm nay đóng cửa suýt soát ở vùng hỗ trợ 365 thì chúng ta sẽ quan sát thêm các cái động thái ở đây. Trường hợp nếu như IDC mà bị gãy vùng 365 thì tạo lập sẽ đạp các anh chị nhé, tạo lập sẽ đạp về vùng ngắn hơn, đó là khoảng vùng 33.5 đến khoảng vùng 34, và sâu hơn thì có thể tính toán là vùng 30. Thời điểm hiện tại thì IDC cũng đang đánh, nhìn cái dòng tiền nó đánh rất là tốt, nhưng mà cái vùng kháng cự đây nó khá là dài nên là liên tục bị đạp ở vùng kháng cự, đây là vùng 40. Sell lúc này thì sell lúc này thì cũng không có gì đột biến cả. Cái cách đánh của sell ở trong thời điểm hiện tại đó là cách đánh ngắn, vùng hỗ trợ ngắn của sell ở vùng 9.8 và vùng kháng cự của sell ở quanh vùng 10.3 đến 10 à xin lỗi 11.3 đến khoảng vùng 11.5 thì là bị xả, thì sell bây giờ đang đánh ngắn như vậy thôi. DIG cũng đang đánh những cái nhịp sóng tương đối là ngắn, vùng kháng cự của DIG đây cũng có phân tích rồi, 275 đến vùng 28. Vùng hỗ trợ của DIG ở đây vùng 24 năm, vùng 24 năm, và trong những cái nhịp long short ngắn hạn ở đây thì nó chạm lại vùng 24 năm đến vùng 25 này thì khả năng nó sẽ có những cái lực bật ở đây, thì các anh chị có thể đánh ngắn, lướt ngắn thì chúng ta sẽ mua ở đây. IDC trong thời điểm hiện tại lại đang làm con này rất là tưng bừng, nhưng chúng ta sẽ cứ bình tĩnh. Trên góc độ kỹ thuật thì cũng đang kỳ vọng là IDC sẽ tiếp tục đánh, nhưng trước khi đánh thì khả năng nó cũng sẽ có những cái sự bào mòn nhất định để nó rũ những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ ra khỏi con thuyền này. Thì đây này, nó đã đánh, nó trong phiên trong tuần nó có những cái điểm đánh vượt thoát vùng 34, nhưng phiên ngày hôm qua nó rũ sạch này. Thì phiên sau phiên rũ này thì nó sẽ có thêm 1 đến 2 phiên nữa thì sẽ có thêm những cái đánh giá tổng quan của IDC ở trong cái vùng 32, thậm chí là nó rũ thêm một nhát nữa để nó lại làm nhào phát nữa xuống khoảng vùng ở đây là vùng 3x. Rồi sau đó nó mới kéo được thì sẽ có thêm những cái đánh giá về con này, và con này thì chắc chắn là sẽ theo dõi để bắt. Nó giống như chúng ta bắt con NRC hay con TDC hay con DRH đó, con LCG ở trong những cái nhịp đó, ví dụ như LCG này. Đó, những cái nhịp mà chúng ta phân tích mà chúng ta bắt ở những cái vùng hỗ trợ rất là thấp thì về những cái vùng này về cơ bản là chúng ta sẽ không bị lỗ. Đó, vấn đề là chúng ta lãi được bao nhiêu thôi, lãi ít lãi nhiều thôi, chứ còn khi mà chúng ta bắt được những cái vùng sâu như thế này thì gần như là chúng ta sẽ hạn chế được tối đa những cái rủi ro nhất định. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến nhóm ngành dầu khí. Thì hiện tại thì nhóm ngành dầu khí thì giá dầu hiện tại đang tăng khá là tốt, tuy nhiên thì nó cũng không có tác động quá lớn đến nhóm này. Về bản chất kỹ thuật là như thế, giá dầu nó chỉ là một cái động tác để làm gì ạ? Để cái cớ để nó tạo lập đánh thôi, chứ còn không có nhiều những cái ý nghĩa lắm. Thì bản thân ở trong một cái nhịp mà phân tích một cái nhịp sóng xuống của GAT á, thì các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần cũ. Bây giờ thì chúng ta sẽ rất là xa ở đó rồi. Đó là có đánh giá ở những cái vùng hỗ trợ 80 đến vùng 82 ở đây. Đó là những cái vùng mà em này em ấy tạo nền. Và cái điểm tạo nền này thì nó rất là ok. Sau cái điểm tạo nền này nó có một cái điểm đánh dốc lên. Và điểm đánh dốc là đó, sau đó nó rũ này. Thì nhịp rũ này không gãy vùng 85. Đấy chính là mấu chốt vấn đề của GAT ở trong cái thời điểm vừa qua. Và chính từ đây thì GAT bắt đầu phân tích một cái sóng lên của GAT tương đối là đẹp. Thì trong tuần... trong bản tin tuần đó, thì có nói đến cái xu hướng là GAT có thể có những cái điểm trả cung lại quanh vùng 93 đó,
Các anh chị nhìn cái mũi tên này này, đó chính là những cái điểm trả cung mà dự kiến là gap nó sẽ có những cái điểm mà test lại cung nhẹ ở quanh vùng 93 đây. Và vùng 93 này không gãy, lực cầu quay trở lại, và lực cầu của gap thì nó đã quay lại hai phiên kết tuần, và trong phiên ngày thứ năm, ngày thứ sáu gap đánh tương đối là mạnh. Dự kiến ngắn hạn thì gap sẽ đánh về đâu đó khoảng vùng 102, đấy là target tiếp theo. PLX trong ngắn hạn thì khi bản tin tuần được phát đi thì cũng có đánh giá về cái sự hồi phục của PLX ở khoảng vùng giá về lại vùng 58, và anh chị nhìn thấy đây. Khi về đến vùng 58 thì nó rũ thôi. Đây là những cái nhịp rũ cung rất là thông thường, và những nhịp rũ cung này đánh giá là đẹp. Đẹp anh chị. Và nó về lại vùng ở đây 55.5 đến khoảng vùng 56, và vùng này thì nó sẽ tích lũy ổn định 1-2 phiên, và có những phiên đánh khoảng trên 4 triệu cổ phiếu thì PLX sẽ quay về vùng 58, thoát vùng 58 thì chúng ta sẽ xây lên khoảng vùng 60. Và trong cái nhịp đánh này, về mặt ý đồ chung của toàn bộ thị trường thì đang kỳ vọng thị trường sẽ có một nhịp kéo nữa, và trong cái nhịp kéo đó thì chắc chắn nó sẽ kéo P, đó là điều đương nhiên, nó không thể thiếu cái nhóm P được. Và khi kéo P thì PLX cũng sẽ là một trong những cái nhân tố về mặt kỹ thuật để kéo. Ở PET ở trong thời điểm hiện tại rồi, như vậy là PET đã có một nhịp hồi, và nhịp hồi này thì đã chạm lại vùng kháng cự của nó ở đây 23, và trong tuần thì nó đã bị đạp lại. Và sau cái nhịp đạp này thì PET đã có những cái tín hiệu kỹ thuật ổn định lại cung cầu về mặt kỹ thuật ở quanh vùng 20.7 đây, và từ cái vùng ổn định kỹ thuật này thì cũng sẽ có thêm những cái đánh giá về PET. PXS ở thời điểm hiện tại chúng ta đang thi đấu như thế nào thì về mặt lý thuyết lồng đang kỳ vọng là PXS sẽ đánh từ vùng 5.5 đến vùng 5.5 ở đây, 5.65 ở đây, lên đến vùng 8. Tức là trong nhịp này thì trong một cái kênh xu thế tổng thể là sẽ đánh từ cái vùng đây lên đến tận đây. Nhưng trên con đường đi đó thì nó đã đi được nhịp 1 và nó rũ hàng ở đây, và sau đó thì nó đang lình xình. Thì những cái nhịp lình xình này có thể quan sát ở quanh vùng 6.6 mà không gãy thì nó sẽ đánh lên vùng 7.5 và vùng 8, tức là cái đích đến là như vậy. Nhưng mà trên con đường đi đó thì nó hơi lòng vòng, bởi vì nó không thể đi thẳng được, nó còn phụ thuộc vào những cái xu hướng của thị trường chung. Câu chuyện nó là như vậy. Rồi chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu thứ nhất về mặt tạo lập, đó là PBS. Thì PBS ở trong thời điểm hiện tại là đã khuyến nghị một số anh chị em trong tài khoản là chúng ta sẽ cân PBS với mục tiêu đó là PBS đánh không gãy vùng 29, và biên 29 đến biên 31 ở đây sẽ là một cái biên để giúp cho chúng ta có những cái nhận định thêm về mặt xu hướng kỹ thuật của PBS. Và kỳ vọng trong nhịp này thì PBS sẽ mở trend kỹ thuật trên vùng 31 cộng. Nó đánh vừa thoát 31 xong nó test lại một tí tẹo nữa và không gãy thì như vậy là nó sẽ kéo đi, và chúng ta sẽ kỳ vọng vào nhóm P. Thì chúng ta sẽ có gap là 1, PLX là 2, PVS là 3. PVD trong thời điểm hiện tại thì chưa có nhiều cái dư địa đâu, và PVD thì khả năng theo với quan điểm kỹ thuật cùng thì nó sẽ cần thêm 1 đến 2 phiên nữa ổn định ở quanh vùng 22.5, và khi đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái sự phân tích về mặt hồi kỹ thuật của PVD ở đây. PVT như vậy là vùng kháng cự của PVT ở khoảng vùng 22 và vùng hỗ trợ của PVT ở khoảng vùng 20.5. Trong ngắn hạn thì cũng có nói rồi, đó là PVT sẽ có những cái nhịp đi trong cái biên từ biên 20.5 đến khoảng biên 22, và sau cái biên này thì nó sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật, ví dụ như nó đánh vừa thoát vùng 22 với một cái lực cầu khá thì lúc đó chúng ta có thể phân tích một cái tín hiệu kỹ thuật mở trend đây. Còn ngược lại, nếu nó bị phá vỡ cái vùng 20.5 thì như vậy nó sẽ bắt đầu đi vào một cái nhịp xu hướng là PVT sẽ đi vào một cái nhịp chỉnh giảm về mặt kỹ thuật. Đó thì nó cũng như vậy thôi các anh chị, sau một con sóng lên thì bao giờ nó cũng sẽ có một con sóng xuống. Đó, sau một con sóng lên đây thì nó có một con sóng xuống, một con sóng lên đây, một con sóng xuống. Như vậy thì PVT đã có một con sóng lên từ vùng phân tích. Nếu mà các anh chị xem lại các bản tin tuần thì các anh chị sẽ xem lại những cái phần phân tích cùng Lê, hỗ trợ của PVT ở khoảng vùng 15.7 đến khoảng vùng 16.2, và đây nó đã hình thành được một con sóng tăng, và khi con sóng tăng này lên thì nó hình thành một cái điểm gì ạ? Điểm phân phối tại đỉnh. Sau một cái điểm phân phối tại đỉnh đó thì nó sẽ có hai hướng, một là bên long thắng, tức là sau khi phân phối xong và cái lực cầu vẫn lớn thì nó sẽ kéo cổ phiếu vượt trend. Còn ngược lại, sau một cái lực phân phối mà không đủ mạnh, không đủ lớn thì bên short thắng, đúng không? Bên short thắng thì như vậy là nó sẽ bắt đầu một cái tín hiệu kỹ thuật downtrend ngắn ở đây.
Đó, và đang chen về đâu thì chúng ta lại lần tìm các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. Đó, cái nôm na cái phương pháp đánh của chúng ta như vậy. BSR ở thời điểm hiện tại cũng là một trong những cái mã cổ phiếu của nhóm P đáng cầm và đáng để chiến đấu ở trong nhịp này. Thì BSR chúng ta nói đến một cái biên ở đây 19.5 đến khoảng vùng 20 trên cơ sở kỹ thuật là những cái điểm hội tụ kỹ thuật này của ở BSR vẫn ổn thì chúng ta sẽ đưa các cái target kỹ thuật của BSR lên khoảng vùng 23.5 vùng 24. Ở trong phiên giao dịch tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 20.5, biên 20.5 này mà cổ phiếu BSR giữ được thì điều này chứng tỏ rằng tạo lập đang muốn có một kỳ đồ đánh lên. OI cũng là một mã cổ phiếu ở trong thời điểm hiện tại chúng ta cũng sẽ có thể chiến đấu được, và OI thì chúng ta sẽ nhìn nhận trên góc độ kỹ thuật đó là vùng 15.5, thậm chí cho phép sâu hơn, OI có thể trả cung lại ở vùng 15 không gãy. Còn gãy 15 thì chúng ta sẽ không nói đến đến nữa. Đó, nhưng không gãy vùng 15 và lực cầu tiếp tục tiếp tục ổn định. Và sau sự ổn định này nó kéo vượt thoát vùng 16 và test lại cung 16 không gãy thì lúc đó thì chúng ta sẽ nói thêm những cái câu chuyện về OI, còn thời điểm hiện tại thì OI vẫn đang tương đối là ok. POVK thì chưa có những cái yếu tố đột biến các anh chị nhé, xu hướng hiện tại vẫn đang lình trình đi ngang và tích lũy ở biên khoảng biên 11.8 đến khoảng biên 12.1 đối với POVK. Trời hơi nóng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một cái nhóm cổ phiếu, một cái nhóm ngành rất quan trọng. Và nhóm ngành này thì nó sẽ xác nhận cái xu hướng của thị trường của chúng ta còn là hết. Nó quan trọng đến mức như vậy. Thì đấy là nhóm banh và nhóm chứng khoán. Thì trong các cái phân tích về mặt kỹ thuật thì cũng có nói đến những cái ý đồ tạo lập của thị trường. Đó là cái câu chuyện nếu nhóm banh và nhóm chứng khoán đồng loạt xả thì như vậy là khả năng sóng của thị trường của chúng ta sẽ không còn nữa. Nhưng ngược lại, nhóm banh và nhóm chứng khoán luân phiên nhau. Ví dụ hôm banh tăng thì chứng khoán giảm, hôm chứng khoán giảm thì banh tăng, hôm chứng khoán nửa tăng nửa giảm, rồi banh nửa tăng nửa giảm, như vậy nó cứ đen đan xen như vậy. Cùng với đó thì nó kết hợp thêm các nhóm ngành rất quan trọng của chúng ta, ví dụ như nhóm trụ, ví dụ như nhóm P hoặc ví dụ như nhóm xây lắp vân vân, như vậy thì đấy là ý đồ tạo lập về thị trường. Chúng ta vẫn còn sóng, chúng ta vẫn còn chiến đấu được. Và thêm một cái ý nữa, đó là tí nữa thì cũng sẽ dở lại một cái ý đồ phân tích về mặt trung hạn của thị trường thì chúng ta sẽ nói ở cuối bản tin. Còn trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái đồ tạo lập của phái sinh và của VN30 rất ổn định ở quanh vùng 1.480 điểm, 1.470 điểm. Thì đấy là những cái đồ tạo lập muốn neo giữ lại thị trường ở những cái vùng đó, và trên cơ sở là họ giữ lại cái điểm số để cho các cái nhóm ngành chỉnh. Và sau khi những cái nhóm ngành ví dụ như xây lắp, ví dụ như dầu khí, ví dụ như là cao su, ví dụ như là thủy sản họ chỉnh xong, họ về gặp những cái vùng hỗ trợ và thị trường của chúng ta vẫn giữ được vẫn giữ được những cái nhịp như vậy thì nó sẽ hội quân để nó kéo thị trường lên một cái nhịp nữa, và đang kỳ vọng sẽ có một nhịp kéo nữa ở trong tháng 7. Trong tháng 7 khi mà thị trường giữ được cái ổn định ở cái vùng này. Rồi, ok, Vietcombank thì là một mã cổ phiếu gọi là kéo chỉ số rồi. Không có gì phải lăn tăn cái gì nữa. Thì Vietcombank ở trong tuần thì có đánh giá về cái việc là sau khi nó break cái vùng ở đây, đó là vùng 107.5 á, thì nó có những điểm test đẹp này. Thực sự đối với Vietcombank về thuần về kỹ thuật là nó test lại rất là đẹp. Và từ những cái điểm test đẹp ở quanh vùng 106 thì Vietcombank đã kéo, và những cái điểm kéo này thì cũng tương đối ổn để đưa lại những cái điểm số nhất định cho thị trường. Ngắn hạn thì về khoảng vùng 115. Bit ở thời điểm hiện tại khuyến nghị anh em chúng ta lên tàu thôi, chúng ta bắt được rồi. Sau một cái điểm mà chạm vùng 49 đến vùng 50 ở đây thì chỉnh và đánh giá vùng hỗ trợ 43.5 đến vùng 44. Và hiện tại thì vùng 44.5, quanh vùng này thì chúng ta bắt đi anh chị. Bit bắt được rồi. Chờ chờ một nhịp phục hồi T cộng ở đây thôi, lại kéo lại vùng 48 49 50 ở đây, chúng ta lại mang hàng ra chúng ta chốt. Hỗ trợ thì mua và kháng cự thì bán, đó là quan điểm của ông Lê, luôn xuyên suốt là như vậy. ACB trong thời điểm hiện tại tuần này đang hồi lên khá là tốt rồi.
Và những cái điểm hồi về mặt kỹ thuật của ACB đang đưa cổ phiếu này về lại vùng kháng cự cũ 36 đến 37, thì tuần tới thì cũng sẽ quan sát thêm cái vùng này thì chúng ta có thêm định lượng. Trường hợp nếu mà tạo lập mà đánh vượt thoát vùng 37 thì nó sẽ kéo lên khoảng vùng 4x ở trong nhịp này, thì cái vùng 4x này thì chúng ta phải chờ ở đây đã. Công thương cũng đã hồi phục, và trong những cái quan điểm ở trước đây thì cũng có nói rồi, đó là nhóm banh và chứng khoán thì hồi hồi phục để làm gì, hồi phục để bán, đó là quan điểm. Thì công thương đến thời điểm hiện tại nó cũng đang đi về lại vùng kháng cự 55, và vùng này thì nó cũng không còn thơm nữa, dự báo thì nó cũng sẽ bị có những cái điểm rung lắc kỹ thuật của nó ở đây, thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. MBB cũng đã có, trong tuần cũng đã có một cái nhịp hồi tương đối là tốt, và nhịp hồi này thì cũng đang đưa MBB về lại vùng kháng cự, tức là vùng đỉnh cũ của nó ở đây ở khoảng vùng 42. Thì về mặt ý đồ tạo lập của MBB thì nhìn khả năng là nó cũng sẽ kéo đấy. Nhìn xu hướng này thì khả năng MBB sẽ kéo. Ở phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba nó có những cái điểm xả lại quanh ở đây và nó không bị gãy. Nôm na là nó không bị gãy vùng 39.5 đến vùng 40 thì chúng ta có thể thăm dò với một mục tiêu có thể dự kiến ở vùng 44 đến khoảng vùng 45 của MBB. Ở VPBank lúc này thì chúng ta sẽ nói đến vùng kháng cự 70 và vùng hỗ trợ của nó ở đây là vùng 65. Trường hợp nếu như VPBank bị mất 65 thì chúng ta sẽ gặp khó khăn đối với VPBank. Techcombank, TCB. Techcombank thì không có định lượng mới, hỗ trợ 49 và biên kháng cự là 52.5. Trong ngắn hạn thì khả năng Tech sẽ đi ở trong cái vùng biên ngắn này. Và sau đó thì nó sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. TPBank thì cũng đang bước vào một cái nhịp hồi và sẽ lấy cái vùng hỗ trợ vùng 34. Những cái điểm hồi của TPBank với tín hiệu kỹ thuật như thế này thì TPBank sẽ có thể đi về lại vùng 37.5 đến khoảng vùng 38, và vùng này thì anh chị em nào có hàng thì chúng ta sẽ canh để chúng ta có thể chốt ở phần này. HDBank trong phiên giao dịch của ngày hôm nay tương đối là tốt sau khi nó có những cái điểm test cung kỹ thuật ở quanh vùng 34, tương đối là ổn, và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì nó lại đưa HDBank về lại cái vùng đỉnh của nó ở đây, đó là khoảng vùng 36. Thì về đến vùng này thì sẽ có thêm phân tích và tọa độ của nó, thì nó dự kiến nó sẽ về khoảng phiên ngày thứ hai hoặc là phiên ngày thứ ba thì HDBank nó sẽ có những cái điểm đánh chạm về đây, thì chúng ta sẽ phân tích thêm. Đối với SHB thì xu hướng hiện tại nó vẫn là đi ngang và có thể gặp lại những cái vùng hỗ trợ 26, 25.5 đến vùng 26 đây, thì nó lại có những cái lực bật. Và những cái lực bật này thì nôm na nó lại chạm lại vùng 29 đến vùng 30, tức là nó đang đánh ở trong một cái biên ngắn như thế này thôi. STB ở thời điểm hiện tại thì Hùng cũng đang có những cái đánh giá nhìn nhận ở một cái vùng hỗ trợ rất quan trọng của STB ở khoảng vùng 28. Biên kháng cự ngắn ở vùng 30.5, và trong tuần thì có những điểm đánh chạm về kháng cự này và sau đó thì nó chỉnh giảm quay trở lại. Và đối với STB như vậy là cái vùng chặn lãi ở đây là vùng 32, rất là đẹp ở đây rồi, tức là đạt được cái vùng này, đó là cái vùng mà chúng ta giữ giữ lãi và chặn lãi. Và sau khi giữ lãi chặn lãi thì chúng ta có thể giữ lại một cái phần hàng để chúng ta có thể đánh lướt T cộng theo những cái nhịp hồi kỹ thuật của nó ở đây. Liên Việt Postbank hồi là bán và chặn lãi ở vùng 32, thì bản thân là khi Liên Việt Postbank đi lên đến đây chúng ta xây lên ở khoảng vùng 35, và sau đó thì cổ phiếu này đã không thể đạt được cái mức đó và nó quay lại, nó mất cái vùng 32 ở đây, thì nôm na cái vùng này sẽ là cái vùng mà chúng ta chặn lãi ở đây. Trong ngắn hạn thì lấy biên hỗ trợ 26 năm và hiện tại thì kháng cự của nó ở vùng 30. Với tín hiệu tốt của nhóm banh và đang có những câu chuyện mua bán, nói chung là em này đang có những game thỉnh thoảng lại đăng người này mua bao nhiêu triệu cổ phiếu vân 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 vân, thì đấy chỉ là những cái câu chuyện thôi, và khả năng thì nó khỏe thì nó sẽ hồi lại vùng 32 và vùng này thì chúng ta sẽ bán. Đó, quan điểm về 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 banh là như vậy.
BVB, ok anh chị, BVB thì cũng xây lên được tận target vùng 25-26, như vậy là quá là tuyệt vời rồi. Và trong 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 hiện tại thì chúng ta sẽ lấy vùng 23 là kháng cự. Hỗ trợ là 21, nếu mới phá 21 thì như vậy là xong, tức là nó đang đi theo một cái downtrend ngắn ở đây. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến nhóm ngành chứng khoán. Và trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì cũng đã nhìn nhận và có những cái đánh giá đầu tiên về nhóm ngành chứng khoán dự kiến sẽ hút lại dòng tiền. Và chính vì hút lại vào dòng tiền nên ông đã bắt đầu phân tích hai cái mã cổ phiếu đầu ngành của nhóm ngành chứng khoán. Chắc chắn không phải là VCI. Đối với VCI thì sau khi chia thì chúng ta lấy vùng 50 và đến đoạn này thì chúng ta đánh VCI trong một cái tâm thế nó rất là thoải mái. Thoải mái ở góc độ như nào? Có nghĩa là gì? Vùng 50 mà phá thì bán, mà không phá 50 thì ok, chúng ta ôm lại để có thể có những target vùng 60 70. Và vì sao lại như vậy? Thì chúng ta thấy rằng là VCI là một cái mã cổ phiếu vùng phân tích rất sớm, rất dài với những cái ý đồ tạo lập. Và đây là nó chia cổ tức nên là những cái vẽ này này là bây giờ nó trượt hết rồi. Nhưng nôm na là cái vùng từ vùng 10 đó, vùng 10 lên đến khoảng tầm vùng 40, đó là cái vùng gọi là vùng thanh niên. Còn trên cái vùng 40 cộng 40 đến khoảng vùng 50 đây là khoảng gọi là trung niên đó, còn trên vùng 50 là vùng già, tức là vùng này là vùng già rồi đó. Thì cái vùng già rồi thì đừng có cố đó, vùng già rồi thì cứ túc tắc như thế, có thì ăn không có thì thôi đó, nôm na là như vậy. Và hai cái mã cổ phiếu của nhóm ngành của đầu ngành về nhóm ngành chứng khoán đó là trong phiên giao dịch ngày hôm qua trong cái phiên giao dịch của ngày hôm qua đó là lúc đó khoảng tầm 13 giờ 50 phút thì cũng có đánh giá hai cái mã cổ phiếu đầu ngành thứ nhất về chứng khoán đó là HTM. Thì trong một cái nhịp đánh của HTM thì chúng ta có những cái đánh giá về những cái điểm tả cung kỹ thuật của HTM ở quanh vùng 43.5 cực kỳ đẹp và cầu vào. Và phiên ngày hôm nay thì đang có xu hướng bứt nền 45 để mở trend kỹ thuật tiếp theo, và dự kiến thì HTM sẽ ổn định ở vùng 45 46 thêm khoảng 1 đến 2 phiên nữa không gãy thì tài khoản chúng ta đang cầm thì chúng ta canh mua thêm 30 đến 50% tỷ trọng và tài khoản mở mua mới thì sẽ gom bắt đầu mở vị thế mới, và đúng xu hướng thì chúng ta sẽ chủ động tăng dần và dự kiến mở target lên vùng 55. Đó là phân tích về cổ phiếu HCM. Và SSI hiện tại thì cũng đang xây target 55 và hiện tại thì đang đạt đạt được ở những cái vùng ở đây, và tiếp tục đánh giá những cái biên kỹ thuật của SSI ở vùng 48 chưa bị phá và dấu hiệu kỳ vọng thì SSI sẽ đánh tiếp. Và trong phiên ngày hôm qua thì vùng 50, vùng 51.1, vùng 51.2 là bắt đầu mở mua, và đối với những cái tài khoản mà đang cầm á, thì có thể canh mua thêm 30 đến 50% vị thế đang nắm, tức là ví dụ chúng ta đang nắm 1.000 mã cổ phiếu thì chúng ta có thể canh mua 300 đến 500 cổ phiếu nữa. Còn đối với tài khoản mở mua mới thì trên góc độ là thận trọng, chính vậy nên là chúng ta sẽ thăm dò 20% về vị thế. Thì đấy là cái phân tích đầu tiên về nhóm ngành chứng khoán trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua. Thì trên góc độ kỹ thuật tuần thì cũng đã có những cái quan sát về trong tuần thì HTM đánh đầy ý đồ khi cái vùng 43.5 ở đây không bị gãy. Thì trên bản tin tuần thì cũng đã có nói rồi, khả năng thì HTM sẽ có những cái điểm trả cung kỹ thuật ở đây. Và sau đó thì nhìn nhận tiếp cái biên 45 đến biên 46 rất là đẹp trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Và chính vậy nên đã khuyến nghị anh em của chúng ta chiến đấu. Và trong phiên ngày hôm nay thì rất là tuyệt vời, sau khi HTM có những cái điểm test cung rất nhẹ nhàng lại vùng 45 và lực cầu tiếp tục kéo trở lại và đánh vượt thoát vùng 46 thì đây là một cái dấu hiệu để chúng ta dự gọi là xác nhận, không phải là dự báo nữa mà xác nhận cái xu hướng của HTM tiếp tục đánh với lực cầu hôm nay tương đối tốt, gần 10 triệu cổ phiếu. SSI cũng như vậy, SSI thì trong phiên ngày hôm qua đó là chúng ta sẽ mở mua quanh vùng 50, 50.1, 50.2 quanh vùng này, líu xíu ở đây này, các anh chị nhìn thấy cái cây nến líu xíu ở đây. Và trong phiên ngày hôm nay thì như vậy là nó đã suýt soát đang chuẩn bị đi về được cái target vùng 55 và cũng sẽ kỳ vọng là SSI sẽ đánh vượt thoát vùng 55 để đi tiếp về đánh thoát 55 test lại cung 55 ở đây để kỳ vọng là SSI sẽ mở trend kỹ thuật, đang kỳ vọng SSI chuẩn bị trend kỹ thuật.
SNS trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay thì cũng tiếp tục đánh giá nhóm ngành chứng khoán. Ví dụ vậy SHS thì sau sau SSI và HCM đó, trong đánh giá trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì trong phiên ngày hôm nay tiếp tục đánh giá những cái đây quanh ở vùng 4, hồi lên vùng 4445 chốt còn đây này, không cái 40 dự hồi lại vùng 44 là ok. Và trong buổi sáng ngày hôm nay lúc đó khoảng tầm 11:15 thì cũng tiếp tục đánh giá SSS ở trên trend kỹ thuật ngày. Thì SSS ở đây thì chúng ta trong một cái nhịp cũ chúng ta phân tích ở vùng 44 đến vùng 45 và tiếp tục nhận thấy rằng những cái điểm đánh kỹ thuật của SHS khá là có ý đồ ở quanh vùng 40.5, và chính vì vậy nên là cũng bắt đầu khuyến nghị anh em những ai mà đang có SHS thì cân thêm từ 20 đến 30% số đang nắm và dự kiến hồi lại về vùng 44 đến vùng 45 thì lại chốt cái phần cân của ngày hôm nay đó. Và SHS thì phiên sáng thì chưa tăng mạnh nhưng sang phiên chiều thì đã bùng nổ rồi. MBS cũng như vậy, MBS cũng được đánh giá trong phiên sáng ngày hôm nay. MBS cũng đánh giá trong phiên sáng ngày hôm nay khi mà nó có những cái ý đồ về mặt tạo lập của em này ở quanh vùng 28.5 ở đây tương đối là đẹp, tương đối là đẹp, và kỳ vọng trong ngắn hạn, trong tuần tới thì đương nhiên nó sẽ hồi về lại khoảng vùng 32, và ở cái vùng này thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá thêm. Và trong phiên sáng ngày hôm nay thì cũng tiếp tục đánh giá MBS này ở canh ở vùng 29.5 mua thăm dò này, SBS này, APS này. Trong APS thì phiên phân tích ngày hôm qua BIT này, AS này, có phân tích AS này giá nào hợp lý. CTS phiên ngày hôm nay cũng đánh rất có ý đồ, và với ý đồ hiện tại thì CTS sẽ đi về lại khoảng vùng 25 và có hay không một cái cú hích để nó đánh vượt thoát vùng 25 ở đây. Thì sẽ chờ thêm các cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta sẽ đánh giá sang tuần tới. FTS cũng đã có một phiên đánh rất là đẹp sau khi mà FTS chỉnh về cung ở đây khoảng vùng 35. Trong ngắn hạn thì FTS sẽ hồi về lại, dự kiến mắc sẽ đạt ở khoảng vùng 40 và về đến vùng này thì sẽ có thêm những cái đánh giá. AS ở trong thời điểm hiện tại thì tạo lập đang có ý đồ đánh, và những ý đồ đánh này thì nó đã đang neo giữ lại ở trên cái vùng 15 cộng ở đây. Đấy là cái phiên mà phiên ngày hôm nay là phiên trả cung rất là đẹp sau một cái phiên đánh của ngày 23 tháng 6. Thì về ý đồ của AS thì chúng ta có thể bắt đầu gom lại AS ở vùng ở đây, đó là vùng 15 đến vùng 15.5. Gom dần và cái cách để chúng ta mua nó là như vậy. Và trường hợp nếu như sau khi chúng ta gom xong mà cổ phiếu AS bị mất cái vùng 14 ở đây thì như vậy là chúng ta phải SL, tức là những cái vị thế gom ở đây chúng ta bị sai các anh chị nhá, thì chúng ta phải bán cắt lỗ nếu như trường hợp mà nó bị đạp gãy. Còn nếu như cái trường hợp mà chúng ta gom ở đây mà cổ phiếu không bị đạp gãy và vẫn giữ ổn định ở trên vùng 15 cộng với lực cầu đâu đó khoảng tầm 5 đến 6 triệu cổ phiếu một phiên, thì như vậy là chúng ta sẽ yên tâm để chúng ta đưa target của AS về khoảng vùng 19 đến khoảng vùng 20. BVS ngày hôm nay cũng đánh rất có ý đồ, và BVS ngày hôm nay thì cũng đã một số các tài khoản anh chị có hỏi mua thì có đánh giá là mua được. Thì trong ngắn hạn thì BVS với lực hồi như thế này thì BVS sẽ đi về khoảng nó sẽ đi về lại khoảng vùng 32 cộng và về đến vùng này thì chúng ta cũng sẽ có thêm những cái đánh giá về mặt tín hiệu kỹ thuật của BVS ở đây, chúng ta chưa vội vàng cái gì cả. Đối với VIX giai đoạn này thì nó cũng đang thoát được khỏi một cái kênh downtrend rồi. Và cái vùng các anh chị có hỏi nên cũng có trả lời vùng 28.5, anh chị có thể túc tắc cái mua thêm. Mã cổ phiếu VND. VND thì mọi người hỏi có bán không, thì bây giờ tạm thời thì chúng ta sẽ chưa bán, chúng ta sẽ chấp lái được. Vùng hỗ trợ ở 38 đến vùng 40 nôm na là như vậy, và vùng kháng cự ở đây là vùng 45.
thì chúng ta sẽ xem thử VND sang thứ hai và thứ ba tuần tới nó có đánh vượt thoát vùng 45 và sau đó test cung để mở trang kỹ thuật ở đây hay không. Ở trường hợp nếu như mà nó không lên được và nó chỉnh giảm lại ở đây thì chúng ta sẽ quan sát ở biên hỗ trợ này. Đó, quan sát ở biên hỗ trợ này, các tài khoản đang cầm quan sát ở biên hỗ trợ. Nếu trường hợp mà cổ phiếu này lại không bị gãy hỗ trợ và lực cầu quay trở lại, đó thì chúng ta có thể canh mua và về đến vùng kháng cự 45 chúng ta bán, tức là chúng ta lại lướt ngắn ở trong một cái biên từ biên 38 lên đến biên 45 của VND. Ok, nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta sẽ dừng lại để chúng ta phân tích đến tầm đó thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đảo nhanh qua một số các cái nhóm ngành nữa. Đầu tiên sẽ nói đến thép Hòa Phát. Hòa Phát thì trong ngắn hạn thì cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến mới nha các anh chị, vẫn nguyên các cái định lượng cũ thôi. Đó là cái xu hướng Hòa Phát sẽ đi ngang ở trong biên khoảng biên 53 và biên dưới của nó là biên 50. Nó sẽ đi vòng vo ở trong cái vùng này và sau đó thì nó sẽ sau một cái, có một câu nói rất hay, đó là sau một bình nguyên thì nó sẽ là chân trời hay là vực thẳm. Thì nó sẽ là vực thẳm nếu như mà Hòa Phát bị đạp một cái cây nến như thế này. Đó, hoặc và nó sẽ là một cái chân trời mới nếu như Hòa Phát lại có một cái cây đánh ở trên này. Thì cái câu chuyện là chúng ta luôn có chữ nếu và thì, tức là nếu Hòa Phát đánh vượt lên vùng 55 thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm cổ phiếu Hòa Phát, thậm chí mua thêm. Còn ngược lại, nếu Hòa Phát đánh gãy vùng 49 đến vùng 50 thì như vậy chúng ta đang cầm Hòa Phát, chúng ta phải bán ra. Thì đấy là chứng khoán thực chiến, tức là chúng ta không có phân tích về sách vở, chúng ta không có phân tích về những cái gì nó gọi là cao siêu ở trên trời cả, đúng không ạ? Và chúng ta phân tích theo những cái diễn biến thực tế ở trên cái mức độ giao dịch của cổ phiếu. Bởi vì Hùng theo như kinh nghiệm của Hùng thấy là khi cổ phiếu mà nó bị phá hỗ trợ thì nó sẽ là vấn đề đó, nó sẽ là vấn đề. Rồi Hoa Sen các anh chị, Hoa Sen thì cũng như vậy thôi, nó chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến. Dự kiến thì vùng kháng cự của nó vẫn là 42 và vùng hỗ trợ ngắn của nó là vùng 38. Trường hợp nếu như cổ phiếu vẫn đi được những cái trend ngắn, đó những cái trend ngắn từ vùng 38 hồi lên 42, xong nó đảo sọt xuống, đó ví dụ đảo sọt xuống như này. Rồi sau đó nó lại hồi lên thì chúng ta cứ tạm thời chúng ta đánh ngắn ở trong biên này các anh chị nhá, cứ hỗ trợ chúng ta mua và kháng cự chúng ta bán. Nhưng đến khi mà cổ phiếu này có những cái tín hiệu kỹ thuật phát đi, một là phá 32, hai là phá 28 thì đấy là phá 38 hoặc là phá 42 thì đấy là những cái tín hiệu mà chúng ta sẽ phân tích thêm. Nam Kim ở trong cái xu hướng hiện tại cũng như vậy, lấy vùng 30 sẽ là cái vùng mà dự kiến về mặt kỹ thuật hỗ trợ của Nam Kim. Hiện tại đối với Nam Kim thì nó đang có những cái giao dịch tương đối là tốt ở trên vùng 32 cộng. Thì có thể nó sẽ có những cái điểm hồi ngắn lại về vùng 35. Và cơ bản thì Nam Kim bây giờ nó cũng đang đi ở trong một cái kênh xu hướng. Và cái kênh xu hướng này thì chúng ta sẽ lấy vùng 30. 30 là hỗ trợ dưới và khoảng 32 là biên trên. Như vậy thôi. TVN ở thời điểm tại cũng chưa có nhiều các yếu tố đột biến, nó đang có một cái trend kỹ thuật hồi ở đây và những cái trend kỹ thuật hồi đó có thể đưa cổ phiếu này về lại vùng đây, vùng 16-16 năm, và về đến đây thì xu hướng nó lại bị chốt thôi. VGS thì cũng như vậy, nó đây đang chỉ là những cái nhịp hồi tương đối là ngắn và xu hướng nó lại quay về lại đây thôi, 18 đến vùng 18.5. POM thì cũng hỏng rồi và chúng ta thấy rằng cái vùng mỏng phân tích, cái vùng kháng cự của nó ở đây tương đối là mạnh và đến thời điểm hiện tại thì POM gần như cũng không có những cái dư địa để chúng ta có thể đầu tư nữa rồi. Rồi bây giờ thì sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của các cái nhóm ngành cơ bản nào. Chúng ta sẽ view lại xem nào, BMI. BMI như vậy là đạt được cái target 40/40. Ngắn hạn thì BMI đang có những vùng giao dịch quanh 37 đây. Nếu hồi lên thì các anh chị sẽ canh bán. Đối với BMI thì nói chung đạt được cái vùng target ở khoảng vùng giá đây là khoảng vùng 37 đến khoảng vùng 40. Đó là một cái target mà rất là đẹp rồi, bởi vì chúng ta đã có phân tích
BMI từ khá là sớm. KSB mọi người cũng đang quan tâm đến KSB bây giờ đang đánh như thế nào, thì về về mặt lý thuyết là KSB bây giờ thì chúng ta không có bị lỗ, bởi vì những cái phân tích mà với KSB, những cái điểm mua của KSB thường là rất sâu ở dưới này tận vùng 27.5. Chỉ có điều hơi tiếc là KSB đánh lại thủng mất vùng 30, và trong phiên ngày hôm nay thì đã khuyến nghị là các tài khoản đang cầm chúng ta sẽ tiếp tục canh ở tiếp tục cân ở quanh vùng 29 đến khoảng vùng 29.5. Ok, như vậy là chúng ta chấp sâu sâu một tí đó, chấp chỉnh lại về khoảng quanh vùng 29, vùng này chúng ta lại tiếp tục cân để với một mục tiêu là nó sẽ đánh chạm lại về vùng 32 đến vùng 32.5. Nhịp này suýt soát đạt target, sau đó nó lại không giữ được. PLC, như vậy PLC chúng ta phân tích này, đó, vùng 29 cộng này, đây là vùng canh chốt. Chốt xong rồi thì dự kiến ngắn hạn là em này sẽ về lại vùng 26. Ok, quá là đẹp. Vùng 50 cộng các anh chị quanh chốt, và bản thân thì vùng 50 đến khoảng vùng 52, đây sẽ là vùng kháng cự rất là mạnh của cổ phiếu rồi. Và VE thì có phân tích một cái điểm mua ở dưới này đâu đó khoảng vùng giá 42 đó, và chúng ta đưa lên target 48, sau 48 thì một hai nhịp chỉnh thì có thể lên đến vùng 50 cộng, và đây sẽ là vùng chốt. Nhóm ngành cao su chúng ta nói đến GVR. GVR hiện tại cũng đang khá là ok, dự kiến trong phân tích kỹ thuật thì chúng ta nói đến vùng 33, 33.5 không cấy, chúng ta sẽ nắm và đưa target của em này lên vùng 38. PHR như vậy là rũ rất là đẹp, rũ đẹp đấy, và cái mục tiêu của PHR trong một cái nhịp phân tích từ vùng 50 thì chúng ta đưa đưa được về đúng cái target tuần 60, tức là thứ sáu tuần trước, là cổ phiếu này đạt 60 đến 60 và sau đó thì rũ này. Thì trong tuần thì dự kiến là rũ về khoảng quanh vùng 58, nhưng mà ông ấy rũ sâu hơn. Đó, ông ấy rũ sâu hơn và rũ về đến tận vùng nền ở đây, chính là cái vùng mà chúng ta phân tích ở bên này, vùng 55 đến vùng 56. Ok, không sao. Thì ngắn hạn thì nó chưa chạy được ngay đâu, một hai phiên nữa nó phải dập dìu quanh cái vùng này, tức là nó sẽ đạp lại như vậy trước khi mà nó có thể hình thành nên một cái xu hướng kỹ thuật tiếp theo của PHR ở đây. Chúng ta sẽ quan sát thêm. DRI đánh hơi chối nhưng không sao. Mục tiêu của DRI thì vẫn là từ vùng đâu nhỉ? Chúng ta đang nói DRI từ khá khá sớm, từ vùng 8.8 đến vùng 9 và mục tiêu lên vùng 14. Và trên cái con đường đi đó thì nó đang hơi gập ghềnh một tí, và nó gặp 12 này, hai lần công 12 chưa được. Nó lại về lại hỗ trợ 11 này, vùng 11 này lại công lại 12. Như vậy thì trong ngắn hạn thì từ 11 lại công lại 12, và công xong vùng 12 này thì chúng ta sẽ có những cái phân tích tiếp theo. Ở VHG thì chúng ta phải chờ thêm thôi, chờ hơi dài hơi một tí. Thực ra hiện tại thì tạo lập vẫn đang có những cái điểm gom, khả năng là như vậy, vùng 27 đến vùng 3 thôi, và chúng ta sẽ chờ khi mà có những cái phiên mà VHG liên tục đánh trên khoảng tầm 5 triệu cổ phiếu thì khi đó thì cổ phiếu này sẽ chạy. DRC hiện tại có hay không thì khả năng là cũng đang khá là hay, tạo lập đang rũ ở đoạn này rất là đẹp. Bản thân thì DRC nó cũng đã thoát hết mọi cái ngưỡng cản ở đây, và kỳ vọng về mặt mở trend kỹ thuật trung hạn của DRC sẽ là từ vùng 28.5 đến vùng 29. Như vậy thì trên góc độ kỹ thuật thì vùng vùng giá 29, quanh 29 chúng ta có thể gom, và chúng ta sẽ chờ một cái điểm gọi là điểm đánh cắt mặt ở đây, thoát vùng 32, sau đó thì nó test lại vùng 32 thành công, thì đấy chính là cái dấu hiệu để xác nhận rằng DRC sẽ mở một cái trend kỹ thuật mới, và chúng ta sẽ tiếp tục tiếp bước một cái sóng dài của DRC ở đây, khá là hay. Nhóm ngành thủy sản thì chúng ta có FMC. Sau khi mà FMC phân tích rất là sớm, FMC thì đã có những cái vùng mua cực kỳ thấp ở dưới này, và sau đó thì phân tích được lên target 37. Từ 37 thì dự kiến lên vùng 40 và đạt được đến khoảng vùng 39 trong tuần trước, thì cổ phiếu này đang quay lại test lại chỉnh. Như vậy thì sau nhịp chỉnh này thì chúng ta sẽ cho phép chỉnh về đâu? Để còn gọi là gì ạ? Để còn kỹ thuật thì cho phép em này chỉnh về khoảng vùng 36.
Tức là gãy vùng 36 thì kết thúc, nhưng câu chuyện nếu không gãy vùng 36 chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta sẽ cầm nắm tiếp để đưa nó về target 40. VHC, VHC như vậy là VHC sau khi mà cổ phiếu này cũng hoàn thành những cái vùng giá mục tiêu cực kỳ đẹp của chúng ta ở đây, đó là vùng 46 này, 48 này, 46, 48. Trong tuần thì nó test này, nó test lại vùng 45 bị thất bại, và khi test vùng 45 thất bại như thế này thì nó sẽ có xu hướng đi về vùng 42 và lật lại cái lịch sử của VHC để Hùng cho các anh chị thấy là cái câu chuyện chúng ta mua mã cổ phiếu ở những cái điểm thời điểm hỗ trợ nó quan trọng đến mức như thế nào. Thì VHC thủy sản, nếu không nhầm thì phiên ngày mùng 7 tháng 6, ngày mùng 7 tháng 6 VHC phiên ngày mùng mấy nhỉ, mùng 7 tháng 6 là bắt đầu đánh giá lại VHC à? Tập trung này, CMX này. Tức là chúng ta có những cái đánh giá đấy, nhóm thủy sản này trong ngày mùng 7 tháng 6 này thì chúng ta tập trung 4 cái mã đó ngay từ đầu tháng 6 này, thậm chí là tháng 5. VHC đã phân tích một cái điểm VHC có những điểm test trả cung 18 tháng 5. VHC ở vùng 37 đến vùng 38. Đây này anh chị này, đó. Trong tháng 5 thì trong cái bản tin tuần trước là ông đã cho anh chị thấy là chúng ta đã phân tích những cái điểm mua của nhóm thủy sản cực kỳ là sớm, chứ không phải lên đến đây mới mua. Đó, chúng ta mua thì phân tích những cái điểm mua từ dưới này, chứ không phải lên đến đây bắt đầu là các cái anh chị bắt đầu lên bảo là nhóm thủy sản thăng hoa đủ các thứ tùm lum tà la, xong là các anh chị hút đầu vào xong thì đây, đó cái câu chuyện là như vậy. Nên là chúng ta có một câu nói rất là hay mà mình sẽ tâm niệm ở trên thị trường chứng khoán, đó là đường dài thì chúng ta sẽ mới biết con ngựa có hay hay không. Chỉ có một hai nhịp đánh hoặc là một vài bài phân tích ở trên YouTube và sau đó thì mọi người tung hô tung vang lên là anh này anh kia rất là ok, cái đấy nó chỉ là nhất thời thôi. Còn trên một cái xu hướng dài, trên một cái chặng đường phân tích dài thì chúng ta mới biết được, mới ngấm được là như vậy cổ phiếu nào đó. Thì cái thời điểm mà nhóm thủy sản bắt đầu thăng hoa, bắt đầu có những nhịp kéo lên ở đây thì rất nhiều bài phân tích về nhóm ngành thủy sản các anh chị có thể search lại ở trên YouTube. Nhiều lắm, đồng thấy nhiều lắm. Gọi là nấm mọc sau mưa, và sau những cái bài phân tích nấm mọc sau mưa thì nhóm ngành này đang bị rũ, và nó rũ rất là tàn bạo. Không phải là không tàn bạo, và những anh chị nào mà nghe những cái bài phân tích đó và sau đó thì hút đầu vào thì đến bây giờ nó cũng khá là đáng cay. CMX thì chúng ta cũng đã có những cái phân tích cực kỳ sớm và chúng ta đưa được về cái target 16 và trong tuần vừa qua thì CMX cũng đã bị chốt tương đối là mạnh và lật lại một cái lịch sử mà mình có nói đến, đó là vì sao mà chúng ta phải tính toán một cái tọa độ của phiên giao dịch ngày thứ tư, ngày thứ ba và ngày thứ tư. Thì đây là ngày thứ hai, đây là ngày thứ ba và đây là ngày thứ tư. Thì hai cái phiên này đó là hai cái phiên mà trong cái góc nhìn từ thứ sáu tuần trước là ông đã định lượng và ông đã tiên lượng được những cái điểm vất vả của thị trường khi gặp lại trong phiên giao dịch ngày thứ ba và ngày thứ tư, và chúng ta thấy rằng là trong phiên ngày thứ tư rất là khó khăn. Thì CMX cũng như vậy, ngắn hạn thì chúng ta sẽ thấy ở vùng 14.5 đến vùng 17.5 sẽ hỗ trợ, ở vùng này thì chúng ta có thể cân lại. ANV đang hay đấy, ANV bây giờ là đang hay. Thì đối với ANV là ông đã có phân tích cho các anh chị trong một cái nhịp đánh sóng lên và dự kiến sẽ cán về khoảng vùng 34 đến vùng 34.5 và mục tiêu này khả năng sẽ hoàn thành. Ở trong tuần nó có những cái điểm test kỹ thuật ở đây về vùng 30 không gãy và sau đó thì lực cầu ngay lập tức được lấp lại như thế này thì xu hướng của ANV là tương đối là ổn. ACL thì nó không có gì đột biến cả. Nói chung là ACL thì chỉ có đánh vui và vùng 12 năm đến khoảng vùng 12.7 các anh chị có thể mua và chúng ta sẽ chờ 1-2-3 cây nến nó đánh đủ target thôi. Con này thì nó đánh thường là nó đánh như vậy. VGT
của nhóm ngành dệt may thì đó thì đã nói với các anh chị rồi, đó là cái vùng gì ạ, cái vùng 20, 21, 22 đây là cái vùng chúng ta canh chốt. Và chúc mừng tất cả những anh chị em đã xem những bản tin của ông Lê, đã xem những cái phân tích của VGT để chúng ta không mua phải những cái vùng kháng cự. Và những ông nào mà không xem á thì ông đã mua phải những cái vùng 21 cộng ở đây rồi thì bây giờ nó cũng hơi đắng. Thì cái câu chuyện là mua đúng mua sai thì kể cả khi chúng ta phân tích thì nó vẫn có xác suất bị sai, nhưng cái câu chuyện là phân tích rồi á thì nó sẽ hạn chế được, các anh chị sẽ hạn chế được những yếu tố về mặt rủi ro. Ở VGT ngắn hạn sẽ đi về lại khoảng vùng 18, 18, 2 và sẽ có những cái điểm tích lũy về mặt kỹ thuật ở đây. Ở TNG trong bản tin tuần cũ á, là chúng ta có phân tích một cái ý đồ tạo lập của TNG sau những điểm test cung, sau những điểm test cung lại vùng 24, nhưng trên thực tế là cổ phiếu này test gãy cung vùng 24. Thì khi nó test gãy cung vùng 24, ok, cứ để cho nó chỉnh đi. Thì nó chưa hồi lại được ngay đâu các anh chị, nó sẽ có những cái điểm đánh lại quanh vùng 22 năm ở đây này, nó sẽ có những cái điểm đánh lùng bùng lằng bằng ngang đây. Và quanh những cái điểm lùng bùng nó thì cũng sẽ quan sát thêm và chúng ta có cân được TNG hay không thì mấu chốt nó sẽ nằm ở đây. Chúng ta phân tích hai con hóa chất. DGC thì không có gì cả, 78 đến vùng 80 và đây đang là những cái đồ tạo lập của cổ phiếu này. Gãy 78, ok, chúng ta chấp nhận vui vẻ, chúng ta bán chốt lãi. Không gãy 78 thì chúng ta ôm tiếp cho target 90. CSV cũng bị rũ à? Ok, như vậy là CSV nhịp đầu tiên cũng đã kỳ vọng thì chúng ta sẽ kỳ vọng của em này về vùng 30. Nếu không nhầm thì các anh chị có thể xem lại những bản tin cũ thôi. Nếu mà nhầm có sai sót một tí thì đâu đó khoảng vùng 30 thôi, không không nhầm đâu. Thì sau khi về vùng 30 thì nó kỳ vọng trả lại 29 năm nhưng mà trong tuần đó, nó trả lại hơi sâu thì chấp sâu luôn. Đối với anh chị đang cầm CSV, các anh chị canh như hùng vùng 28.3 đến khoảng vùng 28 năm, vùng này các anh chị chúng ta tiếp tục cân thêm CSV với mục tiêu là đánh lại 30 lần 2. Vượt thoát vùng 30 chúng ta sẽ xây lên vùng 32, cứ bình tĩnh từ từ đó. Thoát vùng 32 rồi thì chúng ta lại tiếp tục xây, nôm na nó là như vậy, không có gì phải vội cả. Ok, nhóm ngành phân bón ở thời điểm hiện tại thì các anh chị cũng thấy rồi, VTV1 thì cũng có đưa thời sự rồi một số cái thông tin. Giá phân bón đang tăng khá là cao và giá phân bón đang tăng khá là cao thì ngành nông nghiệp cũng đang kêu oi oi. Nguyên nhân là do một số các cái nguyên liệu đầu vào để sản xuất phân bón nó có những cái sự tác động đứt gãy ở nhất định do dịch bệnh Covid nên là chúng ta không có thể nhập khẩu được, và trong nước thì chỉ có một số các cái đơn vị có thể sản xuất được một số các cái nguyên 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 tố để có thể sản xuất phân NPK. Và hiện tại thì những cái nhân tố này thì họ lại đi xuất khẩu, tức là họ không cung cấp vào trong nước mà họ lại đi xuất khẩu mất. Đó, câu chuyện nó nằm ở như vậy nên là các bộ ngành cũng đang họp chồng chéo tùm lum tà la lên. Thì cái câu chuyện là phân bón tăng thì không phải là doanh nghiệp phân bón sẽ hoàn toàn được hưởng lợi đâu các anh chị. Phân bón tăng là do đầu vào tăng, tức là chất tăng thì lượng tăng, nôm na là như vậy, và họ phải ăn những cái giá nguyên liệu đầu vào tăng lên thì đương nhiên là giá phân bón người ta phải tăng lên, chứ không phải là cái câu chuyện là cứ giá phân tăng là doanh nghiệp tốt đâu. Đó. Còn đánh giá ở trên cái ý đồ tạo lập của BFC, vùng chặn lãi vùng 26 và BFC đang có những cái điểm tích lũy về mặt kỹ thuật ở đây tương đối là ổn ổn định anh chị, quanh vùng 27 và kỳ vọng ở trên cái vùng này thì BFC sẽ đánh về khoảng vùng 30, tức là ngắn hạn thì đang kỳ vọng của BFC ở khoảng vùng 3x là hợp lý. Đạm Cà Mau, ô mã nào mà đẹp thế này, DMC à? Dược dược các anh chị đang gõ đạm Cà Mau tự dưng nó thấy ra cái mã này đang đẹp quá nhỉ. Domeco dược, em dược này cũng đẹp đấy, nó bứt này rồi xong nó test lại này, nó test lại đây mà nó không gãy là nó lại kéo này lại lên vùng 56. Ok, nhân tiện gõ nhầm ra mã cổ phiếu đẹp, các anh chị nào mà đang muốn cân em này cũng có thể được đấy, vùng 52, 51, 52 cân được, lên target vùng 56. Đạm Cà Mau đây, Đạm Cà Mau đây rồi. Thì đối với thời điểm hiện tại, Đạm Cà Mau cũng đang có những cái trend kỹ thuật cực kỳ đẹp và kỳ vọng nó có mở trend kỹ thuật hay không thì có phân tích rồi, đó là có một cái điểm chém ở đây này, điểm chém này nó phải chém khoảng quanh vùng 20.7.
Trang kỹ thuật hỗ trợ những cái điểm đi tích lũy đẹp quanh vùng 19.5 năm không gãy, và kỳ vọng ở đây mà nó chém được ở đây thì nó sẽ lên khoảng vùng 24. Đàm Phú Mỹ hiện tại thì đang quay lại test cung, và những cái điểm test cung này thì cũng đẹp rồi. Trên trên cái đường đi của Đạm Phú Mỹ thì dự kiến nó kéo về khoảng vùng 24. Trong tuần điểm này suýt soát đạt 23.7, tức là có khoảng tầm 4.400 đồng nữa thôi thì nó đạt được về vùng 24. Như vậy về mặt kỹ thuật thì nó lại có những cái điểm test lại cung ở đây quanh vùng 22, như vậy là đẹp rồi các anh chị. Test cung 22 đẹp. Và những điểm test cung này sẽ kỳ vọng là ổn định để đưa target về lại vùng 24. Có hay không một cái điểm mở trend kỹ thuật trên vùng 24 cộng thì trên vùng 24 cộng thì cũng cần đánh giá thêm, nhưng mà trước mắt là chúng ta sẽ nói đến cái vùng 24 ở đây. Đẹp nhất nó kéo lên khoảng vùng 25, xong đó xả một nhát ở đây như thế này. Đó, xả một nhát ở đây sâu sâu khoảng tầm độ vùng 23.5 đi. Đó, khoảng vùng 23.5, và sau đó lực cầu tiếp tục dồn khoảng tầm trên 4 triệu cổ phiếu thì đấy là một cái điểm rất tuyệt vời để chúng ta có thể đánh tiếp tục đánh đạm, gọi là tiếp tục đánh nhóm ngành phân đạm. Rồi, như vậy bản tin tuần view xong, và bây giờ thì cũng sẽ dành một ít phút để chúng ta có thêm những cái trao đổi về mặt kỹ thuật về thị trường. Thì ngay từ đầu bản tin Hùng đã chia sẻ một câu chuyện về một cái bức tranh rất là tổng thể của thị trường chứng khoán Việt Nam và sự song trùng phát triển của doanh nghiệp Việt Nam cùng với các yếu tố dịch bệnh chúng ta sẽ phải đối mặt trong 6 tháng cuối năm, trong 6 tháng cuối năm cực kỳ là khốc liệt và cực kỳ là vất vả. Và những cái câu chuyện về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp rồi vân 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 vân, và dòng tiền ở trên thị trường chứng khoán thì các anh chị hình dung giúp Hùng Lê nó đang có một cái sự lệch pha nhất định nào đó, với góc nhìn Hùng là như vậy. Và cái sự lệch pha đó nó càng lớn, càng ngày càng đỉnh điểm, tức là cái câu chuyện nếu như tiền tiếp tục bơm vào thị trường chứng khoán một cách không đúng mực thì nó sẽ đến một cái thời điểm nào đó hai cái pha nó lệch nhau cực đại, và đến cái thời điểm đó đó là thời điểm mà bong bóng trên thị trường chứng khoán sẽ xì hơi, và nó xì theo như thế nào thì Hùng chưa có biết, nhưng mà đó sẽ là những cái hệ lụy rất là phức tạp, và chúng ta sẽ mong rằng cái điều đó nó không xảy ra. Và để cái điều đó không xảy ra thì thị trường của chúng ta cần phải tăng trưởng một cách bền vững, có nghĩa là sau những nhịp tăng lên thì thị trường của chúng ta sẽ giảm giảm để chúng ta đưa những cái mức PDE của thị trường đi về những cái vùng cân bằng, rồi PDE cổ phiếu đi về những cái vùng cân bằng, và tất cả mọi thứ nó nằm ở trong một cái quỹ đạo ổn định rồi sau đó lại tiếp tục tăng. Đó thì câu chuyện của thị trường là như vậy. Và cái ý thứ hai chúng ta chia sẻ về mặt ý đồ tạo lập, và đến thời điểm hiện tại thì Hùng nhìn thấy rằng là tạo lập không ồ ạt xả các cái nhóm ngành trụ. Chính vì vậy nên là trong tuần vừa qua những cái mốc hỗ trợ của phái sinh, mốc hỗ trợ phái sinh ở vùng 1.480, ở vùng 1.470 điểm vẫn tiếp tục được giữ vững, thì đấy là những cái yếu tố kỹ thuật rất là quan trọng để giúp cho chúng ta có thể định lượng về mặt đường hướng của thị trường trong những cái tuần giao dịch sắp tới. Trong cái tuần giao dịch sắp tới thì đối với cái ý đồ tạo lập như vậy thì chúng ta thấy rằng là kỳ vọng nhóm banh và nhóm chứng khoán nó sẽ luân phiên nhau có thể chỉnh, nhưng chỉnh theo cái cách như Hùng đã trình bày từ đầu, đó là có thể banh chỉnh thì chứng khoán tăng, banh tăng thì chứng khoán tỉnh đó, và trong đó thì hoặc là banh chỉnh thì sẽ có những mã chỉnh và có những mã tăng đó, về trong nhóm trụ cũng như vậy, để tạo lập, để neo giữ lại cái xu hướng của dòng tiền và xu hướng của thị trường ổn định ở trên vùng 1.470 đến vùng 1.480 điểm, thì đấy là những cái ý đồ tạo lập rất là hay của thị trường chứng khoán Việt Nam trong cái thời điểm hiện tại. Còn đối với cái câu chuyện là một số các anh chị hỏi có hỏi Hùng là bây giờ thị trường có còn hay hết hay là nó sẽ như thế nào, đó cái câu chuyện là thị trường nó sẽ như thế nào, thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà thị trường chung của chúng ta vẫn đang giữ được ở một cái biên, đó là biên vùng 1.420 điểm đến vùng 1.430 điểm của phái sinh và VN30, thì lúc đó thị trường của chúng ta sẽ còn. Còn ngược lại, khi mà những cái biên này bị mất thì như thế là chúng ta sẽ xác nhận một cái xu hướng downtrend của thị trường. Đó thì đấy là cái xu hướng dài. Còn trong cái xu hướng ngắn thì chúng ta sẽ nói với nhau như vậy. Và trong tuần tới thì không có cái điều gì chúng ta bàn cãi cả đối với chỉ số VN30F1M, đó là nó đi vào cái vùng kháng cự mạnh ở đây ở vùng 1.500 đến vùng 1.510 điểm, và
khả năng thì theo 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 như nhận định của ông thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì cái chỉ số này nó sẽ test lại, nó sẽ test lại ở những cái bờ bờ biên ở đây, nó sẽ test lại ở những cái vùng này, ở vùng 1480 điểm, bởi vì trong phiên ngày hôm nay thì chủ đạo là nhóm ngành chứng khoán đã có một phiên giao dịch rất là tốt. Đó, vậy thì sang tuần đầu tuần mới thì có thể là cái nhóm ngành này nó sẽ có những cái nhịp trả cung kỹ thuật ở đầu phiên. Đó, thì cùng với đó thì chỉ số phái sinh của chúng ta sẽ có những cái điểm test về mặt kỹ thuật. Và chúng ta sẽ kỳ vọng ở trong tuần tới những ý đồ tạo lập thì sẽ giúp thị trường của chúng ta bứt thoát cái vùng 1510 điểm, sẽ bứt thoát vùng 1510 điểm với những cái ý đồ đánh tạo lập như thời điểm hiện tại, đó là neo giữ được ở trên vùng 1470 1480 thì cái cơ hội để thị trường chung bứt thoát vùng 1510 điểm là rất cao. Cùng với đó thì chỉ số VN30 cũng như vậy, chúng ta thấy rằng những ý đồ tạo lập của chỉ số này rất là ổn định ở vùng 1480 và vùng 1470 ở đây. Thì sang tuần tới những cái nó có thể nó sẽ có những cái điểm test lại, đó những cái điểm test nhỏ lại ở đây, sau khi mà nó chạm về đây thì nó sẽ test lại ở đây ở vùng 1490 nhỉ. Đây là có phải 1490 không? Đó, ở khoảng vùng 1490 điểm. Thậm chí là có thể test lại vùng 1480 điểm bởi vì cái cơ hội cả tuần nó rất là dài. Và trên những ý đồ tổng thể thì cũng đang dự báo rằng khả năng là thị trường của chúng ta sẽ có một cái nhịp kéo tiếp, đó một cái nhịp kéo tiếp, và khi mà các cái chỉ số này vượt thoát được cái vùng kháng cự 1510 điểm, cùng với đó chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá nhóm ngành trong các cái phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba. Nó rất là quan trọng, những cái đánh giá trực tuyến các anh chị, những cái đánh giá trực tuyến đó thì nó sẽ nằm hết ở trong nó sẽ nằm hết ở trong các cái phân tích trực tuyến của Hùng Lê ở đây, ở trên team không chat N02, và một phần thì cũng sẽ chia sẻ ra bên team cộng đồng. Còn đối với chỉ số VN Index đến thời điểm hiện tại thì cũng đang có những ý đồ giao dịch tương đối tốt và tương đối là thành công. Trên góc độ kỹ thuật thì Hùng sẽ lấy vùng 1360 cả một tuần giao dịch, thì VN Index của chúng ta đang giao dịch rất có ý đồ, đó là biên 1365 đến một biên 1370, đang nằm ở trên cái giải này, và cùng với đó thì nó bám cái vùng 1380 điểm ở đây rất là đẹp. Nó bám vùng 1380 điểm rất là đẹp ở đây. Thì chỉ cần trong phiên giao dịch trong cái phiên giao dịch tuần tới đó, chỉ số này sẽ test trả lại cung ở quanh cái vùng 1380 này không gãy, và sau đó thì nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành banh và một số có thể là nhóm P đó và một số các nhóm ngành khác sau một cái tuần vừa rồi đã bị đạp rất là mạnh thì nó sẽ quay lại vùng hỗ trợ, và vùng hỗ trợ đó thì tuần tới sẽ kỳ vọng sẽ có những cái sự phục hồi. Và cùng với đó thì hệ thống giao dịch của sàn HOT đang bắt đầu hoàn thiện và ổn định trở lại, và dự kiến đầu tháng 7. Như vậy là chúng ta sẽ có khoảng phiên hai phiên giao dịch nữa, ba phiên giao dịch của tháng 6 nữa, và đâu đó thì nghe em phong thanh là đầu tháng 7 thì hệ thống của HOT sẽ đi vào hoạt động thử nghiệm à, hay là chính thức thì không rõ lắm, hoặc hệ thống của FPT, và như vậy thì sẽ cân được khoảng 3 đến 5 triệu lệnh trên một ngày của sàn HOT. Như vậy thì chúng ta rất là thoải mái, tha hồ để chúng ta bơi, và như vậy là hệ thống của chúng ta sẽ chính thức ổn định. Và bây giờ thì nó sẽ phụ thuộc vào cung cầu, sẽ phụ thuộc vào dòng tiền và phụ thuộc vào tất cả những yếu tố tạo lập ở trên thị trường, và như vậy thì chúng ta cũng sẽ rất là dễ dàng để chúng ta phân tích tổng quan về thị trường, nó không bị các cái yếu tố về mặt kỹ thuật tác động đến nữa, mà lúc đó thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta phân tích những cái yếu tố về mặt cung cầu của thị trường. Và trên góc độ kỹ thuật thì cũng kỳ vọng trong tuần tới thị trường của chúng ta sẽ có một tuần giao dịch tốt và thành công. Bản tin tuần này đến đây là hết, và thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả những anh chị em nhà đầu tư cộng đồng chứng khoán chiến binh trên từng con sóng. Và để nhận các cái bản tin phân tích ngoài các cái comment của các anh chị ở dưới các cái bản tin thì Hùng đều dành thời gian để trả lời tất cả các anh chị. Và cùng với đó thì các cái team cộng đồng và các anh chị có thể đăng ký, các anh chị có thể đăng ký ở đây, đấy là team Zalo, ở team Zalo, hoặc là các anh chị có thể đăng ký trên trên group của Facebook, đó thì chúng sẽ có thêm một số các cái bài phân tích về các cái mã cổ phiếu ở trên group Facebook, ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ cập nhật thêm. Và những cái bản tin này thì nó có những cái giá trị mà Hùng Lê mang lại dưới góc nhìn của Hùng Lê, thì theo Hùng Lê là nó rất là bổ ích cho anh chị em nhà đầu tư, và chúng ta cũng có thể chia sẻ đến với những người bạn bè hoặc là những người mà đang đánh chứng khoán để mọi người có thể tiếp cận được những cái một phần rất là nhỏ
của trong cái mảng kiến thức về chứng khoán Đồng Lê mang lại đó, để cho nhà đầu tư của chúng ta có thêm những góc nhìn tốt hơn về thị trường, góc nhìn tốt hơn về cổ phiếu. Thân chào và hẹn gặp lại cả nhà.